Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 84. Vân Thiên Tà lạnh lùng hừ mũi, sinh tử là một cảnh giới nhục thể, cần phải có kim cương nhục thể làm cơ sở. Hiện tại con vừa vặn đạt điều kiện. Cảnh giới kim cương nhục thể là rèn luyện cơ bắp gân cốt đến cường độ như kim cương sắt đá, nói trắng ra kim cương nhục thể là rèn luyện cơ bắp gân cốt. Mà nhục thể cảnh giới sinh tử là tôi luyện máu, khiến máu xảy ra tiến hóa. Máu là gốc rễ của cơ thể, con bị thương cần máu chữa trị tái tạo, còn gãy tay gãy chân cũng cần máu tái tạo. Vì vậy máu là gốc rễ của cơ thể, nhục thể cảnh giới sinh tử là tôi luyện máu, làm cho trong máu có năng lượng sinh tử, thật ra là khả năng tái tạo. Khi nhục thể cảnh giới sinh tử đạt đến đại thừa, cho dù con chỉ còn một giọt máu cũng có thể khôi phục thân thể. Đương nhiên nói như vậy hơi phóng đại, nhưng đã nói lên sự cường đại thần kỳ của huyết dịch sinh tử. Bây giờ việc con cần phải làm là bỏ qua sức mạnh chân khí, dùng sức mạnh thân thể thuần túy leo lên trên. Chỉ cần vượt qua giới hạn cơ thể, tìm đường sống trong chỗ chết, là có thể bước vào cảnh giới sinh tử nhục thể. Khi nào con bước vào cảnh giới sinh tử thì có thể cảm nhận lợi ích trong đó. Vân Thiên Tà nói một tràng, Dương Bách Xuyên hiểu ra sư phụ không cho mình sử dụng chân khí, mà phải hoàn toàn sử dụng sức mạnh thân thể rèn luyện trong thác nước. Có điều nhục thể cảnh giới sinh tử trong lời sư phụ thật sự rất hấp dẫn hắn. Trong máu sinh ra khả năng tái sinh tương đương với thân thể bất tử. Quả thật đã rất lâu rồi kim cương nhục thể của hắn không có động tĩnh, kẹt ở bình cảnh. Bản thân hắn cũng cảm nhận được sự bó buộc. Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói, thôi được, sư phụ sẽ không hại mình, cứ thử xem sao, cố gắng hết sức là được. Dù sao mình cũng có công pháp vô thượng càn khôn tôi thể quyết. Cho dù không đột phá thì cũng có thể tăng cường nhục thể, tóm lại là chuyện tốt. Nói sao làm vậy, Dương Bách Xuyên thầm niệm trong lòng, thu hồi chân khí. Tức thì trọng lực trên người tăng lên rất nhiều, toàn thân bị nguồn lực khổng lồ của thác nước hất xuống. Dương Bách Xuyên giật mình, nơi này không thể phi hành, nếu rơi xuống thì chắc chắn sẽ ngã thành thịt vụn. Hắn cuống quýt dùng lực, sử dụng càn khôn tôi thể quyết, hai tay dùng sức cắm phập vào sườn núi. Cuối cùng cũng trụ vững. Trong lòng thét to, lão già chết tiệt, đây là muốn mạng đó. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm thấy chỉ nâng cánh tay lên cũng nặng tựa ngàn cân, huống chi là leo lên, hơn nữa còn phải leo lên vạn trượng. Hắn thầm mắng sư phụ trong lòng. Chẳng mấy chốc đôi tay đã chóc ra, máu chảy đầm đìa. Vả lại, thoáng cái hắn đã rơi về vị trí cũ. Lề mề gì thế? Chỉ chạy ra tí xíu thì nhằm nhò gì. Tôi luyện thân thể vốn là chịu khổ, giờ mới đến đâu chứ? Hãy nhớ cảnh giới sinh tử là tìm đường sống trong chỗ chết giống như con đường tu luyện. Con không kiên trì được, không chịu khổ được, không đột phá cực hạn cơ thể được, thì đừng hòng leo lên cấp bậc cao hơn. Bớt nói nhảm đi, vận chuyển công pháp tôi thể leo lên trên. Trong đầu vang lên tiếng mắng chửi lạnh lùng của Vân Thiên Tà. Dương Bách Xuyên giận. Nhưng cũng biết lão già chết tiệt nói đúng. Hắn cắn răng, gian nan vận chuyển càn khôn tôi thể quyết, nâng tay leo lên trên. Sau khi thu lại chân khí, cơ thể trực tiếp đối mặt với thác nước cao vạn trượng vuông góc với mặt đất. Y phục trên người hắn nháy mắt bị dòng nước phá rách te tua. Trên người xuất hiện vết thâm tím giống như bị người ta phang gậy, mỗi giây bị mấy nghìn đến gần một vạn gậy phang vào người, cảm giác đau đớn ấy không thể diễn tả bằng lời. Hai tay chật vật nhích lên từng chút một, dùng sức cắm vào vách núi, máu chảy đầm đìa. Ban đầu Dương Bách Xuyên leo được không tới 10 trượng, nhưng theo áp lực tăng lên, càn khôn tôi thể quyết của hắn cũng vận chuyển dần dần nhanh hơn, hắn có thể cảm nhận rõ máu trong cơ thể chảy nhanh hơn. Lúc này không biết là Dương Bách Xuyên đã mất cảm giác hay là do càn khôn tôi thể quyết, hắn cảm thấy trên người không còn đau như lúc trước. Tốc độ cũng tăng nhanh. Một canh giờ sau, Dương Bách Xuyên gạt bỏ mọi tạp niệm, quên đi cảm giác đau đớn trên người, tập trung chìm vào sự huyền diệu của việc máu chảy nhanh trong cơ thể sau khi vận chuyển càn khôn tôi thể quyết. Đó là một cảm giác mà Dương Bách Xuyên không thể nào diễn tả được. Tóm lại là trong đầu hắn chỉ một suy nghĩ, làm cho máu chảy nhanh hơn nữa. Không lâu sau, bất chi bất giác Dương Bách Xuyên đã đuổi kịp Hầu Đậu Đậu, vượt qua Trịnh Bân Bân. Hắn lao đi băng băng dưới thác nước như một con cá bơi ngược dòng muốn vượt Long Môn, ngoan cường hăm hở tiến lên.
Ở nơi tiếp giáp giữa tầng thứ ba tầng thứ tư, ba người Tiểu Trích Tiên Đường Đường, Thiên Hồ và Huyền Vũ Bắc Minh dán sát vào vách núi đợi ba người Dương Bách Xuyên. Huyền Vũ Bắc Minh cười hì hì, các người nói xem trong ba bọn họ, ai sẽ lên đầu tiên? Thiên Hồ nhíu mày, tất nhiên là đồ nhi Trịnh Bân Bân của ta. Tỷ tự tin như vậy có căn cứ gì không? Tiểu Trích Tiên hỏi. Đồ nhi Trịnh Bân Bân của ta từng dung hợp một phân thân pháp ngoại, sức chống đỡ của cơ thể vượt xa người cùng lứa, đương nhiên sẽ là người lên đầu tiên. Giọng điệu của Thiên Hồ rất tự đắc khi nói về đồ đệ Trịnh Bân Bân. Trong di tích Vương Triều Sơn Hải, nàng ta phát hiện ra Trịnh Bân Bân suýt bị một tàn hồn cường đại đoạt xá, bèn tiện tay tiêu diệt tàn hồn kia, bấy giờ mới biết hóa ra là tổ tiên của Trịnh Bân Bân. Thiên Hồ cứu Trịnh Bân Bân bởi vì thấy tư chất của Trịnh Bân Bân không tồi, và lại hai người cũng có duyên phận, vì vậy dứt khoát thu nhận Trịnh Bân Bân làm đồ đệ. Tiểu Trích Tiên Đường Đường cất lời, ta thấy chưa chắc. Con khỉ kia không phải loài tầm thường, mà là dị thú có huyết mạch thông tí viên hầu. Xưa nay yêu tộc có nhục thể mạnh mẽ, ta thấy con khỉ sẽ lên đầu tiên. Ta còn tưởng ngươi sẽ nói Dương Bách Xuyên lên đầu tiên. Huyền Vũ Bắc Minh cười khanh khách. Tuy nhục thể của đại ca mạnh mẽ, nhưng dù sao trong mắt ta, nhân tộc vẫn yếu hơn một bậc. Do đó, ta cảm thấy huynh ấy là người lên cuối cùng. Lẽ nào ngươi không cảm thấy như vậy? Tiểu Trích Tiên Đường Đường nói. Khụ khụ, ta cũng nghĩ vậy, ta đánh giá cao con khỉ. Huyền Vũ Bắc Minh đáp. Đến rồi kìa, lúc này Thiên Hồ lên tiếng. Ba người phóng tầm mắt quan sát thì thấy trong thác nước có một bóng người bơi ngược dòng đi lên, tốc độ không chậm. Nhưng một giây sau, sắc mặt của Tiểu Trích Tiên và Thiên Hồ đều đỏ lên, đồng thanh nói, Đại Ô Quy, ở đây giao cho ngươi, chúng ta đi trước. Các ngươi, Huyền Vũ Bắc Minh không hiểu ra sao, muốn đuổi theo hai người. Nhưng ngay sau đó, một tiếng bùm vang lên, một bóng người từ thác nước lao tới trước mặt hắn. Huyền Vũ trợn trừng mắt, nhưng cũng hiểu ra vì sao Tiểu Trích Tiên và Thiên Hồ phải rời đi trước. Ba người họ đều đoán sai. Người đầu tiên xông lên không phải Trịnh Bân Bân, cũng không phải Hầu Đậu Đậu, mà là Dương Bách Xuyên không được đánh giá cao. Điều quan trọng nhất là Huyền Vũ Bắc Minh nhìn thấy sau khi tên họ Dương nào đó trồi lên từ thác nước, hắn đang ở trong trạng thái trần như nhộng. Lúc này Huyền Vũ Bắc Minh mới biết vì sao Tiểu Trích Tiên và Thiên Hồ lại xoay người chạy mất tiêu. Bái kiến Huyền Vũ tiền bối, sao lại không thấy Đường Đường và Thiên Hồ tiền bối? Sau khi lao lên khỏi thác nước, Dương Bách Xuyên thấy chỉ có một mình Huyền Vũ Bắc Minh, không thấy Tiểu Trích Tiên và Thiên Hồ, vì vậy hắn hoang mang hỏi thăm. Nghe thấy câu hỏi của Dương Bách Xuyên, Huyền Vũ Bắc Minh như sực tỉnh khỏi cơn mơ, sau đó nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ, cười to ha ha. Ha ha ha, thằng nhóc nhà ngươi thú vị thật, ngươi nhìn dáng vẻ hiện tại của mình đi, các nàng có thể ở lại đây hả? Huyền Vũ Bắc Minh cười ha ha. Ban đầu hắn ta không hiểu đang yên đang lành tại sao Thiên Hồ và Tiểu Trích Tiên lại chạy mất, bây giờ không nhịn được cười to. Dương Bách Xuyên nghe Huyền Vũ Bắc Minh nói vậy liền cúi đầu nhìn theo phản xạ, tức thì mặt đỏ bừng. Lúc này hắn mới phát hiện ra mình tôi luyện thân thể không có chân khí, bất chi bất giác y phục trên người đã rách tan tành dưới lực xung kích của thác nước, hiện tại hắn đang trần truồng. Hèn chi Tiểu Trích Tiên Đường Đường và Thiên Hồ lại mất tung mất tích. Hắn đã hiểu ra nhất định là sau khi hai người họ nhìn thấy dáng vẻ này của mình, lập tức xoay người chạy luôn. Nói thế nào thì hai người họ cũng là nữ nhân. Tên họ Dương nào đó bị Huyền Vũ cười nhạo, sắc mặt đỏ bừng, dùng một tay che bộ phận nào đó. Hắn thầm niệm trong lòng, vội vàng lấy một bộ y phục trong bình càn khôn ra, bắt đầu mặc vào. Nhưng đúng lúc này, dưới thác nước lại có hai bóng người bay lên. Là Trịnh Bân Bân và Hầu Đậu Đậu một trước một sau lên tới. Á, Lưu Manh. Tên họ Dương nào đó vừa mới mặc quần áo thì bị Trịnh Bân Bân lên trước nhìn thấy. Nàng ta lập tức hét lên, đỏ mặt mắng mỏ, tâm thần bất ổn, suýt thì rơi xuống. May mà Huyền Vũ Bắc Minh nhìn thấy, vội vàng giúp một tay, Trịnh Bân Bân mới có thể đứng vững. Nhưng nàng ta vội vàng quay đi, không nhìn bộ dạng trần truồng của Dương Bách Xuyên. Nàng ta chỉ nhìn lên trời, trong lòng bực bội, đang yên đang lành sao Dương Bách Xuyên lại cởi sạch y phục thế. Thật sự coi mình là cá đấy à? Qua, đại ca khỏa thân bơi lên hả? Ha ha ha. Hầu Đậu Đậu lên tới nơi, thấy Dương Bách Xuyên mặc quần áo thì bật cười.
Biến đi, lúc leo lên y phục của ta bị dòng nước xé rách tan tành, đệ tưởng ta muốn chắc. Tên họ Dương nào đó cũng buồn bực. Trước đó hắn chỉ tập trung tu luyện, hoàn toàn không nghĩ tới phái nữ ở đây. Bây giờ thì hay rồi, không cần hỏi hắn cũng biết nhất định là Tiểu Trích Tiên và Thiên Hồ nhìn thấy dáng vẻ trần truồng của mình nên rời đi trước. Còn bị Trịnh Bân Bân nhìn thấy nữa chứ. Mất mặt quá trời. Trong lúc mắng Hầu Đậu Đậu, rốt cuộc hắn đã mặc y phục xong. Dù sao lúc này hắn đang dán sát vào sườn núi, một tay níu vách núi, tay còn lại mặc đồ nên hơi chậm. Mặc dù mất mặt, nhưng trong lòng tên họ Dương nào đó rất vui. Hắn nghe theo lời sư phụ, chỉ dùng sức mạnh thân thể đơn thuần leo lên và vận chuyển càn khôn tôi thể quyết, cuối cùng hắn gặt hái được thành quả lớn. Tuy vẫn chưa đột phá đến cảnh giới sinh tử nhục thể trong lời sư phụ, nhưng quả thực sức mạnh nhục thể của hắn đã tăng lên một bậc. Biểu hiện rõ nhất là tốc độ chảy của máu nhanh gấp đôi trước đây. Hắn có thể cảm nhận rõ sau khi máu chảy nhanh hơn, khả năng chữa trị của cơ thể mạnh hơn và nhanh hơn nhiều. Dưới lực xung kích của dòng nước nặng tựa vạn quân, Dương Bách Xuyên cảm thấy mình là một khối sắt có lẫn tạp chất, mà thác nước chảy xiết là búa tạ, tôi luyện khối sắt là hắn từng nhát, loại bỏ hết tạp chất trong cơ thể hắn. Hiện tại hắn cảm thấy người nhẹ như yến, toàn thân thoải mái vô cùng. Dương Bách Xuyên có cảm giác dường như có một cánh cửa khác sắp mở ra với hắn, chỉ thiếu chút xúc tác. Một khi đột phá cánh cửa này sẽ là nhục thể cảnh giới sinh tử trong lời sư phụ. Mặc dù tôi luyện trong thác nước vẫn chưa đột phá được, nhưng tác dụng của việc máu chảy tuần hoàn nhanh hơn đã thể hiện rõ. Ban đầu Dương Bách Xuyên bị thác nước nện cho chằng chịt vết thương. Nhưng sau khi máu chảy nhanh hơn, hắn phát hiện giờ đây tất cả vết thương đều đã khôi phục như thường, sức mạnh toàn thân càng thêm cường đại, xương cốt da thịt tinh lọc hơn trước, toàn thân tràn đầy năng lượng. Nhất là sau khi càn khôn tôi thể quyết vận chuyển, máu chảy nhanh hơn, cảm giác này càng thêm rõ rệt. Dương Bách Xuyên biết sư phụ đã chỉ cho mình một con đường tăng cường nhục thể. Hiện giờ chỉ còn thiếu chút xíu nữa thôi, hắn cảm thấy chỉ còn một tầng mỏng như giấy dán cửa sổ là hắn có thể đột phá cực hạn cơ thể, tiến vào cảnh giới sinh tử nhục thể trong lời sư phụ. Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ tiếp theo phải rèn luyện như thế nào, bên tai vang lên giọng nói nghi ngờ xen lẫn kinh ngạc của Huyền Vũ Bắc Minh, nhóc con, ngươi xông vào thác nước mà không sử dụng chân khí. Hoàn toàn dựa vào nhục thể leo lên ư. Huyền Vũ nghe Dương Bách Xuyên nói y phục bị sức mạnh của thác nước phá nát, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn ta biết mặc dù sức mạnh của thác nước cường đại, nhưng nếu như vận chuyển chân khí thì bảo vệ cơ thể hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng y phục của Dương Bách Xuyên bị thác nước đánh nát, chứng tỏ hắn không sử dụng chân khí bảo vệ cơ thể, mà trực tiếp dùng sức mạnh cơ thể rèn luyện nhục thể dưới thác nước nặng tựa vạn quân. Nghĩ tới đây, Huyền Vũ không khỏi khiếp sợ, lập tức hỏi. Đúng vậy, ta muốn tôi thể dưới sức mạnh của thác nước, cho nên không sử dụng chân khí. Dương Bách Xuyên trả lời. Huyền Vũ hít sâu một hơi, thằng nhóc này gan thật. Xem ra công pháp tôi thể của ngươi rất mạnh, Huyền Vũ cảm thán một câu, sau đó không nói gì thêm. Tuy nhiên, hắn ta đã có cái nhìn khác về Dương Bách Xuyên. Trong ba người Huyền Vũ Bắc Minh, Tiểu Trích Tiên và Thiên Hồ, chỉ có một mình Huyền Vũ Bắc Minh dám trực tiếp dùng nhục thể leo lên trong thác nước có trọng lực vạn quân, tuần hoàn vô hạn. Ngay cả Thiên Hồ và Tiểu Trích Tiên cũng dùng pháp lực. Hắn ta dám không sử dụng pháp lực bởi vì hắn ta là thần thú Huyền Vũ, có mai rùa phòng ngự độc nhất vô nhị trên thế gian. Mà Dương Bách Xuyên dám dùng nhục thể đối kháng lại uy lực của thác nước, chứng tỏ hắn tu luyện công pháp tôi thể đỉnh cấp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người này không thể khinh thường. Huyền Vũ Bắc Minh cảm thán một câu, sau đó nói với ba người Dương Bách Xuyên, tiếp theo là tầng thứ tư thiên trảm chi hỏa. Các ngươi nhìn đi, cách đỉnh đầu chúng ta 10 trượng là tầng thứ tư thiên trảm chi hỏa, sức mạnh nằm ở lửa. Lửa ở đây sinh ra từ vách núi, mạnh gấp 10 chân hỏa của người tu chân, tên là lửa địa nghiệp. Nếu ba người các ngươi không nắm chắc, ta có thể bảo vệ các ngươi đi lên. Đây không phải là nơi khoe khoang. Một khi không chống đỡ được lửa địa nghiệp mạnh mẽ thì sẽ bị chết cháy trong nháy mắt. Các ngươi tự leo lên hay là ta dẫn các ngươi lên? Nghe vậy Hầu Đậu Đậu do dự, từ lúc ở trên thác nước nó đã sức cùng lực kiệt, bây giờ lại tới lửa thiên trảm trùng thiên thứ tư. Hơn nữa Huyền Vũ Bắc Minh trịnh trọng nhắc nhở,
điều này chứng tỏ lửa địa nghiệp trùng thiên thứ tư quả thật rất nguy hiểm. Do dự một lát nói, ta đã sức cùng lực kiệt làm phiền tiền bối hao tâm tổn trí. Hầu đậu đậu đây là cần Huyền Vũ Bắc Minh đưa lên. Mà Trịnh Bân Bân càng dứt khoát hơn, mặc dù nàng ta đã dung hợp với thuần dương phân thân của tổ tiên, nhưng đối mặt với sức mạnh lửa địa nghiệp cao vạn trượng, vẫn hơi tê dại. Nghĩ một người phụ nữ như nàng ta cho dù bước qua từ trong ngọn lửa, thì sợ cũng sẽ bị đốt hết đầu tóc quần áo gì đó. Với tâm lý phái nữ yêu cái đẹp, nàng ta cũng bày tỏ để Huyền Vũ Bắc Minh trực tiếp đưa lên trên. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Dương Bách Xuyên. Đối với Dương Bách Xuyên, thứ bây giờ hắn thiếu chính là một lớp cửa sổ, cho dù biết trùng thiên thứ tư tiếp theo có thể càng nguy hiểm hơn thác nước, nhưng hắn càng tin tưởng câu nói kia của sư phụ Vân Thiên Tà, tìm đường sống trong cõi chết. Lửa cháy mạnh cũng là tu luyện tôi thể, cho nên hắn quyết định tự mình xông pha. Sau khi Dương Bách Xuyên đưa ra quyết định, Hầu Đậu Đậu lo lắng hỏi, đại ca, có Huyền Vũ tiền bối ở đây, người đừng mạo hiểm nữa được không? Mặc dù Trịnh Bân Bân không lên tiếng nhưng cũng lo lắng. Ta có chừng mực, các người yên tâm đi, một núi hỏa diệm thôi, ta vẫn có nắm chắc, hơn nữa tu luyện tôi luyện cũng là một cơ hội. Dương Bách Xuyên giải thích xong, Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân cũng không nói gì nữa, hai người đều hiểu tính cách của Dương Bách Xuyên, biết hắn đã đưa ra quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Hơn nữa hắn có thể xông lên từ trong thác nước, không sử dụng chân khí, đủ để chứng tỏ thân xác mạnh mẽ của hắn, nghĩ vượt qua lửa thiên trảm trùng thiên thứ tư không thành vấn đề. Huyền Vũ Bắc Minh nhìn Dương Bách Xuyên, khen ngợi nói, nhóc con người muốn đi con đường của mình, ta cũng không miễn cưỡng. Cũng tin ngươi có thể vượt qua trùng thiên thứ tư bằng sức lực của chính mình. Nếu đã như vậy bọn ta đi trước một bước, chờ ngươi ở cuối cùng là được. Dứt lời hắn ta đã dẫn Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân lao nhanh lên trên, biến mất không thấy đâu. Dương Bách Xuyên nhìn bóng lưng Huyền Vũ Bắc Minh biến hóa ra chân thân cõng Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân, chớp mắt xung kích biển lửa, hơi ngưỡng mộ mai rùa mạnh mẽ của Huyền Vũ Bắc Minh. Ngay sau đó hắn đã thu tâm trạng lại. Bắt đầu leo lên trên, sau khi vận chuyển càn khôn tôi thể quyết thì đâm đầu vào biển lửa. Thân xác được tăng lên, Dương Bách Xuyên cuối cùng đã có chút tự tin đối mặt với lửa địa nghiệp cao hơn một bậc so với tu chân giả. Sau khi hắn xông vào biển lửa, điều nghênh đón hắn chính là ngọn lửa từ bốn phương tám hướng ầm ầm càn quét. Một phát thẳng mặt biến tóc và lông mày của hắn thành cho bụi, làn da bên ngoài tất cả đều bị bỏng. A! Dương Bách Xuyên không nhịn được kêu thảm một tiếng. Lửa địa nghiệp hơi vượt quá tưởng tượng của hắn, không dùng chân khí ngăn cản, chỉ dựa vào sức mạnh thân xác thì hơi không chịu nổi. Dương Bách Xuyên gần như vô thức muốn vận chuyển chân khí. Thế nhưng đúng lúc này, tiếng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên, tiểu tử thối kiên trì lên, con phải biết càn khôn tôi thể quyết con tu luyện là pháp môn vô thượng của thế giới, khoảng cách cực hạn thân xác cũng đã sắp đột phá. Hãy nhớ lời vi sư tìm đường sống trong cõi chết, tiếp tục chịu đựng, vận chuyển càn khôn tôi thể quyết sẽ không tổn thương đến gốc rễ của con. Đau đớn về thân xác tất nhiên rất lớn, nhưng muốn đột phá cực hạn, thì nhất định phải chịu đựng, hãy nhớ con nhất định có thể, đừng sử dụng chân khí, nếu không khổ luyện lúc trước của con đều uổng phí rồi. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nhất định không thể từ bỏ, chỉ cần con có thể đột phá cực hạn, đừng nói lửa địa nghiệp nho nhỏ. Cho dù là tam muội chân hỏa cũng không đáng sợ. Nghe sư phụ nói, Dương Bách Xuyên cắn sắp nát cả răng, trong miệng phát ra một tiếng gầm, cuối cùng không sử dụng chân khí, chỉ không ngừng thúc giục càn khôn tôi thể quyết nhanh chóng vận chuyển. Hai tay 10 ngón ghim vào núi nham thạch đỏ rực, bị lửa địa nghiệp thiêu đốt, có tiếng dầu mỡ xèo xèo vang lên. Quần áo vừa thay trên người cũng đều biến thành cho bụi, cả bề mặt đều bị ngọn lửa đốt thành màu đen. Đau khổ vào tận linh hồn khó có thể chịu đựng, hắn suýt nữa đã ngất xỉu. Nhưng 10 ngón tay vẫn ghim thật sâu lên núi, không buông tay, trong miệng phát ra tiếng giống như không phải con người. Lúc này đừng nói leo lên trên, có thể bám chặt cơ thể không rơi xuống đã là may mắn lắm rồi. Hắn chỉ có thể từ từ thích ứng loại đau đớn bị lửa thiêu đốt này. Cũng may máu trong người vận chuyển đến mức độ cao nhất dưới sự thúc giục của càn khôn tôi thể quyết, lại sinh ra một lực mát lạnh, chống đỡ sức mạnh của ngọn lửa thiêu đốt dưới bề mặt da. Làn da toàn thân đang tuần hoàn vô hạn. Không ngừng đốt cháy lại không ngừng khôi phục mọc ra bắp thịt mới trong tuần hoàn máu.
Dần dần Dương Bách Xuyên cảm thấy đau đớn giảm đi, bắt đầu di chuyển cái tay đầu tiên. Phụt! Bỗng chốc đâm vào trong núi nham thạch đỏ rực, có đốm lửa nhỏ tùy ý bắn ra. 10 ngón tay hoàn toàn cháy đen, hóa thành xương cốt, nhưng lại có một lực sức sống mát mẻ ở bên trên, bảo vệ 10 ngón tay bị bỏng, như vậy coi như là chưa thương tới gốc rễ. Dương Bách Xuyên từ từ leo lên từng chút một. Trên dưới toàn thân bị lửa địa nghiệp thiêu đốt, cũng đang không ngừng khôi phục, tuần hoàn vô hạn. Thân xác càng ngày càng bền bỉ, cũng càng ngày càng cứng chắc. Mỗi lần leo được một trượng, Dương Bách Xuyên lại cảm thấy đau đớn có thể bớt đi một phần, tiếp tục tuần hoàn như vậy, máu trong người hắn vận hành càng ngày càng nhanh. Lúc nào đó, Dương Bách Xuyên cũng không biết bản thân đã leo được bao lâu, tóm lại đau đớn toàn thân đã từ có thể cắn răng chịu đựng, đến cuối cùng là không đếm xỉa. Càn khôn tôi thể quyết vận chuyển đến cực hạn, máu trong người bay lên, sau khi lưu chuyển một vòng trong mạch máu, chỗ bị bỏng nó đi ngang qua chớp mắt đã khôi phục, mọc ra máu thịt mới. Trong người dù là bắp thịt hay là gân cốt đều sinh ra thay đổi dưới sự bồi dưỡng của máu. Hắn biết đây là thay đổi xảy ra sau khi máu tuần hoàn đến mức độ cao nhất, thân xác và máu của hắn đều đã có thay đổi, chỉ là loại thay đổi này hiện tại còn chưa quá rõ ràng. Thân xác khôi phục nhanh, nhưng phá hoại do lửa địa nghiệp thiêu đốt cũng nhanh. Dương Bách Xuyên không để ý tình hình trong người, chỉ là đang không ngừng thúc giục càn khôn tôi thể quyết. Đây mới là tôi luyện thật sự, tôi luyện đạt đến trình độ cao nhất, trong đầu vang lên tiếng nói của sư phụ Vân Thiên Tà, đúng rồi, nhanh hơn chút nữa, vẫn chưa đủ nhanh. Bị sư phụ thúc giục, Dương Bách Xuyên không khỏi chủ động tăng nhanh vận chuyển càn khôn tôi thể quyết, tuần hoàn máu trong người cũng không ngừng tăng nhanh. Dương Bách Xuyên lúc này đã cảm thấy máu trong mạch máu đều sắp tự cháy lên rồi. Trong tình huống như vậy, không biết qua bao lâu, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy mạch máu khắp người chợt rung lên, ngay sau đó phát ra một tiếng nổ vang. Giống như cả mạch máu không chịu nổi gánh nặng đột nhiên nổ tung. Trên thực tế chính là như vậy. Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ ràng mạch máu khắp nơi trong người hắn không chịu nổi gánh nặng, chợt nổ tung. Tiêu rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng Dương Bách Xuyên. Sau nháy mắt cảm nhận được mạch máu khắp người nổ tung, máu khuếch tán đến bắp thịt xương cốt toàn thân. Ngay sau đó xuất hiện một cảnh khiến Dương Bách Xuyên sợ hãi, sau khi máu nổ ra xâm nhập vào mỗi một tấc bắp thịt xương cốt toàn thân, lại giống như axit sulfuric đi qua bắp thịt xương cốt tất cả đều bị thối rữa. Dương Bách Xuyên vô cùng lạnh lòng, kêu rên thảm thiết, lão đầu chết tiệt, người hại con à. Hắn biết bản thân tiêu đời rồi. Bắp thịt xương cốt toàn thân nhanh chóng thối rữa dưới sự ăn mòn của máu, giờ thì thần tiên cũng không cứu được. Làm thế nào cũng không ngờ tới vừa nãy vẫn còn tốt đẹp, chớp mắt cái mạch máu đã tan vỡ, máu giống như axit sulfuric bắt đầu ăn mòn mỗi một tấc của thân xác. Thế nhưng trong lúc Dương Bách Xuyên tuyệt vọng, tiếng mắng chửi của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên, tiểu tử thối kêu gào cái gì? Không chết được. Sinh tử cảnh thành công rồi, ha ha. Tìm đường sống trong cõi chết chính là chân lý của sinh tử cảnh thân xác, sau khi tu thành trích huyết sinh huyết cốt, trong máu sẽ có lực sinh tử, chết trước sống sau có hiểu không? Từ nay về sau đến tu chân giới, con sẽ có thêm một thủ đoạn giữ mạng, tu sĩ bình thường không giết chết được, chỉ cần nguyên thần không tắt, thì con chính là thân thể bất tử. Đương nhiên cách thân thể bất tử chân chính vẫn còn kém xa. Bây giờ con tự cảm nhận xem có phải có sức sống phơi phới không? Dương Bách Xuyên vốn đã tuyệt vọng rồi, không ngờ lão đầu lại thảnh thơi nói một đoạn như vậy, đợi sư phụ nói xong, hắn cảm nhận tỉ mỉ, còn, đúng là như vậy. Vừa nãy hắn bị dọa chết khiếp, chỉ cảm nhận được thân xác bị máu phá hủy, không để ý trong sự phá hủy to lớn của máu có xuất hiện sức sống. Lúc này nghe sư phụ nói mới phát hiện, thì ra đúng là như vậy thật. Máu lúc trước phá hủy bắp thịt gân cốt, lúc sau lại đang tu sửa, nói chính xác là đang đúc lại thân xác. Máu phá hoại nhanh bao nhiêu, sức sống thể hiện sau đó khôi phục nhanh bấy nhiêu, bắp thịt xương cốt kinh mạch toàn thân đang được đúc lại. Tận cùng trùng thiên thứ tư, ba lão quái vật và đám người hầu đậu đậu, Trịnh Bân Bân tất cả đều đang chờ đợi Dương Bách Xuyên leo lên. Thiên Hồ và Tiểu Trích Tiên đường đường biết được Dương Bách Xuyên vậy mà không cần giúp đỡ từ trong miệng của Huyền Vũ Bắc Minh. Hai người rất xúc động, không ngờ Dương Bách Xuyên có thể có nghị lực như vậy. Phải biết rằng tôi thể đạo này là gian khổ nhất,
khó khăn phải chịu vượt quá tưởng tượng, nhất là sau khi hắn xuyên qua nước thiên trảm, bây giờ lại bắt đầu tôi thể hỏa diễm, thật sự khiến Tiểu Trích Tiên và Thiên Hồ nhìn bằng con mắt khác. Cho dù là bọn họ cũng đều cần sức mạnh chân khí để chống đỡ lúc leo lên lửa thiên trảm, chỉ có Huyền Vũ Bắc Minh bản thể thiên phú mạnh mẽ là chỉ dựa vào thân xác xuyên qua lửa thiên trảm. Bây giờ Dương Bách Xuyên vậy mà cũng chỉ dựa vào sức mạnh thân xác thuần túy xuyên qua lửa thiên trảm trùng thiên thứ tư, phải biết rằng đây là lửa địa nghiệp còn mạnh mẽ hơn chân hỏa, không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Huống hồ còn là biển lửa vạn trượng, số lượng lớn mức độ nhất định thì sẽ biến chất, cho nên lửa địa nghiệp ở đây vô cùng mạnh mẽ. Tiểu Trích Tiên đường đường thi thoảng nhìn biển lửa không khỏi lo lắng cho Dương Bách Xuyên, lo lắng hắn có thể thông qua biển lửa đi tới tận cùng không. Tới rồi. Huyền Vũ Bắc Minh nhìn biển lửa lẩm bẩm. Hắn ta vừa lên tiếng người khác đều chấn động tinh thần, nhìn về phía biển lửa. Trong biển lửa xuất hiện một bóng người nhanh chóng lao tới. Có điều, ngay sau đó sắc mặt của ba người phụ nữ có mặt chợt đỏ lên, Thiên Hồ phi một tiếng, xem ra tên nhóc này có chút bản lĩnh, đi thôi. Sau đó nàng ta dẫn đầu rời đi. Tiểu Trích Tiên đường đường và Trịnh Bân Bân cũng lập tức rời đi. Không rời đi không được, Dương Mỗ đi trong hỏa diễm một chuyến lại là cả người trần như nhộng rồi, cũng may lần này bề ngoài của hắn trong hỏa diễm đều đen nhánh, không rõ ràng giống như lúc bước ra từ trong nước thiên trảm. Ha ha, tiểu hầu tử chúng ta cũng đi, xem ra không cần chúng ta bận tâm rồi. Dứt lời Huyền Vũ cũng đi về phía trước. Thấy dáng vẻ của Dương Bách Xuyên, hầu đậu đậu tuét miệng cười, rồi theo sát phía sau Huyền Vũ Bắc Minh rời đi. Dương Bách Xuyên không biết hình tượng khiếm nhã của hắn đã dọa mấy người đợi hắn bỏ chạy, lúc này cuối cùng đã bước ra từ trong biển lửa. Phù! Hắn phun dài khí đục. Dừng ở chỗ nối liền của trùng thiên thứ tư và trùng thiên thứ năm. Không thấy mấy người hầu đậu đậu, trong miệng Dương Bách Xuyên lẩm bẩm một câu không có nghĩa khí. Sau đó nhìn cơ thể của bản thân lúc này hoàn toàn giống như một cục than cháy đen, lập tức thúc giục sức mạnh toàn thân. Loạt xoạt. Lớp vỏ trái ở bề mặt thân thể bị hỏa diễm đốt ra lập tức rơi rụng. Lớp vỏ trái này là vết bỏng cũng là tạp chất trong người bị tôi luyện thổi tới. Sau khi vỏ trái rơi rụng, lộ ra làn da khiến phụ nữ cũng phải đố kỵ, trông sáng bóng tinh tế, vô cùng mịn màng. Thoạt nhìn giống như bắp thịt tinh tế, chỉ có bản thân Dương Bách Xuyên biết trong thân xác của hắn bây giờ ẩn giấu sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Thân xác lúc trước sau khi đột phá cực hạn, trong máu đã có hai loại sức mạnh sinh tử, theo cách nói của sư phụ Vân Thiên Tà, thân xác của hắn đã đạt đến sinh tử cảnh. Sức mạnh tử căng vỡ mạch máu nháy mắt thấm vào xương thịt toàn thân, sức mạnh sinh tinh túy sau nó phục hồi đúc lại mỗi một tấc xương thịt. Thân thể của hắn bây giờ vô cùng kỳ diệu. Tâm niệm chợt động có thể cứng rắn hơn pháp khí linh bảo tiên thiên, động lần nữa có thể mềm mại như một sợi dây không xương. Dương Bách Xuyên có cảm giác cho dù là trên người hắn thiếu một khúc, lực sinh ẩn chứa trong máu cũng có thể khôi phục lại. Có thể nói chỉ cần máu không cạn, thân xác sẽ không chết, nguyên thần không tắt, hắn sẽ không chết. Thay đổi lớn nhất chính là mặc dù máu đã biến thành màu vàng nhạt. Mọi người đều biết, cộng thêm thế giới quan trước giờ của hắn, máu của loài người vốn chính là màu đỏ, bỗng chốc biến thành màu vàng nhạt suýt nữa bị dọa chết. Sau khi hỏi sư phụ mới biết đây là bình thường, lão đầu nói, thay đổi đặc trưng của thân xác sinh tử cảnh là máu, máu biến thành màu vàng nhạt chính là đặc trưng của thân xác sinh tử cảnh, rất bình thường. Trong máu có hai loại sức mạnh sinh tử, một công một thủ, vô cùng kỳ diệu. Sức mạnh tử không chỉ có thể phá hoại thân xác của bản thân, đồng thời cũng có thể chống địch, chỉ cần mang ý nghĩ công kích giết địch, hắt máu ra ngoài, chính là một loại phá hoại ăn mòn. Lực sinh thì là phục hồi, ngoài phục hồi tình hình vết thương của bản thân, còn có thể phục hồi cho người khác. Từ góc độ nào đó, thân xác sinh tử cảnh chính là một loại thần thông nhục thể. Theo như lời của lão đầu, thân xác sinh tử cảnh bây giờ của hắn mới tính là sơ cảnh, phía sau còn có hai cảnh giới trung hậu. Cường độ thân xác càng cao màu sắc của máu sẽ càng đậm, lực sinh tử sẽ càng mạnh mẽ. Cũng tức là sau khi thân xác sinh tử cảnh của hắn đại thừa, máu sẽ biến thành màu vàng nguyên chất. Tóm lại theo ý của lão đầu, thân xác sinh tử cảnh đều có thể khiến hắn có vốn liếng bảo toàn tính mạng ở tu chân giới,
Mặc dù Dương Bách Xuyên vẫn chưa có hiểu biết chính xác đối với thân xác sinh tử cảnh, nhưng cũng có thể nghe ra hình như không tệ từ trong giọng điệu của lão đầu. Sau đó hắn lại lấy ra một bộ quần áo truyền thừa, bắt đầu xuất phát. Trong ngũ hành vẫn còn một trùng thiên cuối cùng mà Huyền Vũ Bắc Minh từng nói, chính là đất thiên trảm. Tầng này không tính là gì đối với Dương Bách Xuyên, thân xác sinh tử cảnh đã thành, cũng không cần thiết phải dùng thân xác xông pha, quan trọng là hình tượng trần như nhộng rất không tốt. Điều phải làm bây giờ là mau chóng đuổi kịp mọi người. Trùng thiên đất thiên trảm này là thế giới mọc đầy gai ngược, từng cái gai ngược do bùn đất biến thành, hình thù kỳ quái, càng giống một rừng đao hơn. Sau khi Dương Bách Xuyên xông vào mới phát hiện mức độ cứng rắn bên trong còn cứng hơn cả linh khí, có điều đối với hắn bây giờ thì đó đều không phải chuyện gì. Ưu thế của thân xác sinh tử cảnh hoàn toàn được thể hiện ra, đối với người khác có thể cần hiểu rõ rừng đao gai ngược, nhưng hắn trực tiếp tóm bằng tay là lên rồi. Hắn căn bản không sợ làm cơ thể bị thương, hơn nữa bây giờ cũng không làm hắn bị thương được. Trong một ý niệm, thân xác sinh tử cảnh đã cứng rắn tới mức hắn có cảm giác thân xác lúc này có thể xông thẳng một lèo. Chưa tới nửa canh giờ, hắn đã bước ra khỏi trùng thiên thứ 5. Đây là cửa ải dùng thời gian nhanh nhất, ưu thế thân xác sinh tử cảnh mang lại đã thể hiện ra. Theo cách nói của Huyền Vũ Bắc Minh, thiên trảm tổng cộng có 7 trùng thiên, ngũ hành và phong lôi, băng tuyết, hai trùng thiên cuối cùng sau này chính là cung thiên trảm. Lúc Dương Bách Xuyên xông ra trùng thiên thứ 5, nghênh đón hắn là sự đột kích của gió lớn như đao và từng tia chớp, ở đây chưa có chỗ nghỉ ngơi, đã trực tiếp xuất hiện phong lôi đột kích. Vẫn là ngọn núi thẳng đứng 90 độ, bóng loáng như mặt gương, bốn phương tám hướng đều là gió lớn như đao và lôi điện che trời lấp đất, chỉnh đến chỗ chết. Dương Bách Xuyên biết đây chính là lúc thử thách tu vi, phong lôi chi lực ở đây quả thật mạnh mẽ. Đổi lại là hắn lúc trước khi tu thành thân xác sinh tử cảnh đi đối mặt với phong lôi chi lực ở đây quả thật có độ khó, nhưng bây giờ căn bản không tính là gì. Mặc cho phong lôi đánh lên người, tốc độ của Dương Bách Xuyên không giảm, nhanh chóng xông về phía trước, nhóm tiểu trích tiên đường đường đều đã không thấy bóng dáng rồi, hắn phải đuổi theo. Lôi phong chi lực căn bản không có ảnh hưởng tới hắn, dưới sự bộc phát uy lực của thân xác sinh tử cảnh, chút phong lôi này không tính là gì. Chỉ cảm thấy như gãi ngứa. Tốc độ càng ngày càng nhanh, sau hai canh giờ Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được một khí lạnh đột nhiên truyền tới, cơ thể không nhịn được khẽ run rẩy. Lúc này mới phát hiện đã ra khỏi thiên trảm phong lôi, tiến vào trùng thiên cuối cùng của thiên trảm cuối cùng, thiên trảm băng tuyết. Trong lòng tính nhẩm, thiên trảm phong lôi khoảng 2.000.000 trượng, dài hơn mấy trùng thiên lúc trước, như vậy tính ra thiên trảm băng tuyết cuối cùng cũng chênh lệch không nhiều. Trước sau cộng lại vừa hay 10.000 trượng. Trong trùng thiên thiên trảm băng tuyết này, cảm giác mang lại cho Dương Bách Xuyên chỉ có một chữ, lạnh. Một vùng trắng bạc mênh mông, có loại cảm giác đóng băng ngàn dặm. Ít nhiều khiến cơ thể hơi cứng nhắc, thúc giục càn khôn tôi thể quyết, sau khi máu khắp người bắt đầu lưu chuyển, ý lạnh này đã biến mất không thấy đâu. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, trong lòng chợt động, trực tiếp vận khí chỉ xích thiên nhai công. Vèo một cái trượt ra ngoài. Mặc dù là tiến lên trên, có điều ngọn núi bây giờ là mặt băng giống mặt gương, cộng thêm thân xác của hắn tu thành sinh tử cảnh, sau khi vận chuyển chỉ xích thiên nhai công, hắn trực tiếp đứng bằng hai chân đi lên ngọn núi thẳng đứng, vèo một cái đã biến mất tại chỗ. Thời khắc nào đó, trong tầm nhìn của Dương Bách Xuyên cuối cùng đã thấy mấy bóng người, chính là nhóm tiểu trích tiên đường đường. Huyền Vũ Bắc Minh dẫn theo Hầu Đậu Đậu, Thiên Hồ dẫn theo Trịnh Bân Bân, tu vi của hai người hơi yếu, trực tiếp đi dưới sự che chở, ngược lại bớt việc. Trong tầm nhìn, Dương Bách Xuyên thấy cả người ba lão quái vật đều có chân khí vận chuyển, khởi động phòng hộ sở trường nhất, hơn nữa còn đều là hai tay cắm vào núi leo lên trên. Dương Bách Xuyên nhìn cảnh này thấy hơi kỳ quái, bởi vì chỉ có hắn là trâu bò đứng thẳng mà đi, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Trong băng tuyết rất yên tĩnh. Đối với cao thủ như Huyền Vũ Bắc Minh, Thiên Hồ, Tiểu Trích Tiên Đường Đường, phía sau có biến động nhỏ gì, đều có thể phát hiện ngay lập tức. Ba người cảm nhận được có dị động phía sau, không hẹn mà cùng nhìn qua, lại phát hiện Dương Bách Xuyên hai chân đứng thẳng, thong dong rảo bước đi tới. Lập tức khiến trong lòng ba lão quái vật đều chấn động mạnh, chúng ta đều dùng leo, vậy mà tiểu tử này lại đi bằng hai chân. Leo ở nơi như này đã khó khăn rồi.
càng đừng nói đi bằng hai chân, hai mắt của ba lão quái vật bắt đầu xoay chuyển. Xem ra vẫn là xem thường Dương Bách Xuyên rồi. Gió tuyết rất lớn, sau khi Dương Bách Xuyên đuổi kịp mấy người chỉ cười chứ không nói chuyện, sau đó nhanh chóng vượt qua đi về phía trước. Trong lòng rất đắc ý, trên dọc đường hắn đều phải đuổi theo, giờ cuối cùng cũng có thể vượt qua một lần. Ba lão quái vật cũng cười lắc đầu với Dương Bách Xuyên như vậy, một đoạn đường cuối cùng để cho hắn chơi trội, có điều tốc độ của mấy người không hề chậm, theo sát ngay phía sau Dương Bách Xuyên. Một canh giờ sau, gió tuyết dừng lại, trong tầm mắt đột nhiên sáng lên, ngọn núi thẳng đứng cuối cùng đã biến mất, Dương Bách Xuyên xuất hiện ở một mảnh đất bằng phẳng rộng lớn, nơi này chính là đỉnh núi Thiên Trảm. Trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên xuất hiện một cung điện khổng lồ như ẩn như hiện. Nghĩ chắc chính là cung Thiên Trảm trong lời của ba người Tiểu Trích Tiên. Mây mù lượn lờ như tiên cảnh, nhưng nhìn tỉ mỉ thì cả cung điện đều chợt lóe, sau lưng cung điện có một đỉnh núi. Chỗ trên chóp giống như nối liền với chân trời, có ngũ sắc vây quanh tạo thành một hình tròn đang di chuyển, trong lờ mờ giống như hoa văn âm dương. Mấy người Tiểu Trích Tiên ở phía sau bước ra từ trong gió tuyết, đứng sóng vai với Dương Bách Xuyên, từng người nhìn cung Thiên Trảm, sắc mặt nghiêm trọng. Dương Bách Xuyên hỏi, hoa văn âm dương trên chân trời sau cung Thiên Trảm là cái gì? Đó là con đường phép tắc, cũng gọi là con đường không gian. Là con đường dẫn tới tu chân giả, là hy vọng của Sơn Hải giới, nhưng lại bị cung Thiên Trảm hoặc nói là Hóa Thê Lương trấn áp rồi. Không giết Hóa Thê Lương không hủy diệt cung Thiên Trảm, chúng ta không ai có thể tới gần con đường không gian. Huyền Vũ Bắc Minh xa xôi nói. Tiến vào con đường không gian thật sự có thể đến tu chân giới ư? Dương Bách Xuyên hỏi. Đại ca ca không cần nghi ngờ, trên thực tế con đường không gian như vậy không chỉ tồn tại ở Sơn Hải giới. 3.000 thế giới nhỏ của tu chân giới, các giới nối liền tu chân giới, mỗi một thế giới đều có con đường không gian tương tự. Cả tu chân giới là thế giới lớn nhất biển cả tinh thần, mà 3.000 thế giới nhỏ đều nối liền tu chân giới, chỉ có ở tu chân giới mới có thể phi thăng võ đạo, mới có thể trở thành tiên đạo. Phép tắc tu chân giới là toàn diện, còn phép tắc của 3.000 thế giới nhỏ thì hoàn thành, cho nên không cảm ngộ được đại đạo viên mãn, không thể trở thành tiên đạo. Chỉ có tiến vào tu chân giới mới có thể tính là một tu chân giả chân chính, tu sĩ chân chính, vạn linh thế gian đều như vậy. Nếu như tu chân giới là cái bánh nướng lớn, 3.000 thế giới nhỏ chính là từng hạt vừng, mỗi một hạt vừng đều có liên quan tới bánh nướng, đây chính là con đường không gian. Tiểu Trích Tiên đường đường giải thích. Thiên Hồ tiến lên một bước, nói chuẩn bị chiến đấu thôi, Hóa Thê Lương chắc đã biết chúng ta đến rồi. Mấy người các ngươi đợi lát tiến vào cung Thiên Trảm đi tìm Tiểu Phượng Hoàng, ba bọn ta đối phó Hóa Thê Lương. Ba người Dương Bách Xuyên, Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân gật đầu tỏ ý đã biết. Sau đó Huyền Vũ quát lớn về phía cung Thiên Trảm, Hóa Đạo Hữu, khách đã đến tận cửa rồi, sao không ra ngoài nghênh đón. Tiếng nói giống như tiếng sấm truyền về phía cung Thiên Trảm cách hơn mấy nghìn mét. Một lát sau. Trong cung Thiên Trảm truyền ra một tiếng nói vang dội, các ngươi là có mảnh vỡ Thiên Trảm, hay là cưỡng chế vượt qua Thiên Trảm? Kha kha, đều không phải, bọn ta đến mời ngươi rời khỏi Sơn Hải giới, phá hủy cung Thiên Trảm trả lại một thiên hạ thái bình cho ngàn vạn sinh linh Sơn Hải giới. Thiên Hồ cười ha ha nói. Trong Thiên Trảm cung phát ra ánh sáng vàng mãnh liệt, ngay sau đó một bóng người chợt lóe tới. Trong mắt Dương Bách Xuyên, bóng người này gần giống như bỗng dưng xuất hiện. Chợt lóe ra khỏi cung điện cách hơn mấy nghìn mét, rồi từng bước đi tới. Nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên, tốc độ đi đường của lão ta vô cùng khủng bố, một bước đã đến nơi cách mọi người hơn 20 mét. Lúc này trong đầu Dương Bách Xuyên vang lên tiếng nói của sư phụ Vân Thiên Tà, tiểu tử thối cẩn thận đấy, Hóa Thê Lương là tán tiên nhất chuyển đỉnh phong, trông có vẻ sắp độ kiếp tán tiên nhị chuyển, đối với các ngươi thực lực tu vi không dễ dàng đối phó. Nghe thấy lão đầu nói. Dương Bách Xuyên lập tức lên tinh thần, đối với lão đầu tán tiên mới là tổ tông, lần này đến Thiên Trảm với Tiểu Trích Tiên đường đường cũng mạo hiểm. Có điều hắn là vì Chồn Nhỏ và Tiểu Phượng Hoàng, hơn nữa nhóm Tiểu Trích Tiên cũng là vì sinh linh của cả Sơn Hải giới, mà căn cứ vân môn của hắn bây giờ cũng ở Sơn Hải giới, dù nói thế nào đều nên góp một phần sức lực. Nhưng mà bên đối diện là địa tiên cao hơn hắn những mấy cấp bậc, thực lực giữa hai người chênh lệch quá xa. Mặc dù tu vi của ba người Tiểu Trích Tiên đường đường cũng cao, nhưng cuối cùng vẫn tính là hợp thể cảnh trùng tu,
hóa thê lương tính ra là độ kiếp kỳ đỉnh phong, chênh lệch cảnh giới lớn, thật sự chém giết không biết sẽ thế nào. Lỡ như tất cả mọi người đều không đánh lại hóa thê lương, đến lúc đó chính là một con đường chết. Bây giờ hỏi lão đầu, trong lòng cũng có thể có chút sức mạnh. Đầu tiên hắn sẽ cân nhắc tới vấn đề an toàn của bản thân, không những vậy còn có Hầu Đậu Đậu, Trịnh Bân Bân đều là người có quan hệ sâu với hắn, tất nhiên hắn không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện. Nên hắn hỏi, lão đầu, người cảm thấy con chống lại hóa thê lương có thể bảo toàn tính mạng không? Vân Thiên Tà ho khụ khụ, cười nói, con chống lại hóa thê lương chỉ có một con đường chết, một ngón tay của lão ta đã có thể tiêu diệt con. Sở dĩ tán tiên mạnh mẽ là vì trong người tán tiên có lực địa nguyên, cao hơn chân khí, thấp hơn tiên khí, nằm ở khoảng giữa hai cái. Nhưng tiên khí thuộc về tiên giới, lực địa nguyên và chân khí lại cùng tồn tại ở tu chân giới. Con nói xem có thể giống nhau sao? Huống hồ hóa thê lương tính ra là tu vi độ kiếp kỳ đỉnh phong, cảnh giới chênh lệch đều có thể đè chết một tu vi phân thần cảnh như con, hoàn toàn không có tính khả năng. Dương Bách Xuyên buồn bực nói, ý của người là ở trên tay hóa thê lương, con chạy trốn cũng là vấn đề. Tất nhiên là vậy, thủ đoạn tán tiên con không thể nghĩ tới, bây giờ vi sư có thể rất chịu trách nhiệm mà nói cho con biết, ở tu chân giới, tán tiên mới là chúa tể. Vân Thiên Tà sâu xa nói. Tu chân giả thì sao? Không phải gọi là tu chân giả à? Tu chân giả tu luyện đến cấp bậc cảnh giới đỉnh phong lẽ nào còn không bằng tán tiên? Dương Bách Xuyên ngạc nhiên hỏi. Những chuyện này về sau đợi con đến tu chân giới tự nhiên sẽ hiểu, đừng hỏi nhiều. Vân Thiên Tà nói. Được rồi, đổi chủ đề, người cảm thấy ba người tiểu trích tiên có thể đấu lại hóa thê lương không? Đây mới là vấn đề Dương Bách Xuyên quan tâm nhất. Không dễ nói, ba người tiểu trích tiên đều là chuyển tu, có thể chuyển tu kiếp trước ít nhất đều là hạng tu vi không yếu. Có điều bây giờ tu vi của ba người họ cùng lắm chính là hợp thể cảnh sơ kỳ, nhưng trên người tu sĩ chuyển tu chắc chắn có một vài thủ đoạn thần thông, về mặt này bọn họ là có cơ hội. Con không cần bận tâm bọn họ, lo lắng cho bản thân con là được, tuyệt đối đừng cố chống lại hóa thê lương gây thêm phiền phức cho vi sư. Ba tu sĩ chuyển tu nếu đã dám tới gây phiền cho hóa thê lương, thì chắc là có chuẩn bị, có lẽ có nắm chắc chiến thắng. Vân Thiên Tà đưa ra một đáp án. Con người của Dương Bách Xuyên xoay chuyển, nói, he he lão đầu, vậy thì người có thể đánh lại hóa thê lương không? Ha ha, tiểu tử thối đừng có ý đồ với vi sư, ta sẽ không ra tay, cứ như vậy đi, đừng làm phiền ta. Vân Thiên Tà lạnh lùng cười, rồi trực tiếp biến mất. Dương Bách Xuyên nghe xong khóe môi lại lộ ra ý cười, mặc dù lão đầu không trả lời, nhưng nghe ý của lão đầu là không sợ hóa thê lương, như vậy hắn có chỗ dựa rồi. Ít nhất có lão đầu bảo vệ tính mạng cho hắn là không có vấn đề. Lúc Dương Bách Xuyên và sư phụ Vân Thiên Tà đối thoại trong lòng, hóa thê lương dáng vẻ thanh niên nhìn Huyền Vũ Bắc Minh đứng trước mặt, nói, Sơn Hải nhất mạch các ngươi đúng là không nản lòng, trong 10 vạn năm nay, đến bao nhiêu chết bao nhiêu, 9 đợt người phía trước đều chết rồi, lẽ nào ba các ngươi còn có thể sống sao? Huyền Vũ lạnh lùng cười nói, từ 10 vạn năm trước vì Vương Triều Sơn Hải, Thái Huyền Tông các ngươi giận cá chém thất sinh linh Sơn Hải cả tu chân giới, diệt bao nhiêu tông môn Sơn Hải giới ở tu chân giới. Đã giết vô số tu sĩ Sơn Hải giới, nhưng mà, Sơn Hải giới là một người có thể giết hết sao? Giết thì giết, bọn ta nhận, ai bảo Thái Huyền Tông các ngươi là đệ nhất tông vực Ngân Hà. Nhưng các ngươi cứ muốn cắt đứt con đường tu sĩ của Sơn Hải giới, khống chế con đường không gian, thiết lập đại kết giới thiên trảm. Chôn vùi đường tu luyện của ngàn vạn sinh linh Sơn Hải giới, bọn ta tuyệt đối không đồng ý. Chỉ cần sinh linh Sơn Hải giới của tu chân giới chưa chết hết, đừng nói 10 vạn năm, cho dù là 20 vạn năm, 100 vạn năm bọn ta vẫn sẽ trùng tu tới giết ngươi, sẽ tới tiêu hủy đại kết giới thiên trảm, trả lại thiên hạ thái bình cho sinh linh Sơn Hải giới. Quả thật 10 vạn năm nay đã chết 9 đợt người, bọn ta là đợt thứ 10, nhưng lần này bọn ta sẽ giết sứ giả biên giới như ngươi. Thật sự tưởng rằng Sơn Hải giới hết người rồi sao? Huyền Vũ Bắc Minh khí thế ngút trời, cả người yêu khí mãnh liệt, ánh sáng màu lam trên người bùng lên, ngay sau đó đã biến ra chân thân. Một thần thú Huyền Vũ to như ngọn núi xuất hiện. Ngay sau đó thiên hồ chợt lóe ánh sáng bạc, hóa thành một con hồ ly bảy đuôi, thiên hồ bảy đuôi xuất hiện. Trong tay tiểu trích tiên chợt lóe ánh sáng vàng,
pháp khí tán trang màu vàng xoay tròn trong tay. Ba người nhìn chằm chằm Hóa Thê Lương. Lúc này thấy biến hóa của ba người, lông mày Hóa Thê Lương cau lại, nói, thì ra là thần thú chuyển tu, chẳng trách, ta nói hơn 100 năm trước sao Sơn Hải giới lại xuất hiện một phượng hoàng, thì ra đều là những dư nghiệt các ngươi, dù là thần thú thì thế nào. Trong mắt bổn tôn, các ngươi vẫn là run rế. Lúc Hóa Thê Lương nói chuyện, khí thế cả người bộc phát, đột nhiên một uy áp như ngọn núi chợt cuốn tới. Ba người Dương Bách Xuyên đứng phía sau nhóm Tiểu Trích Tiên đều cảm nhận được uy áp rời núi lấp biển ập tới, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng vận chuyển chân khí chống đỡ. Khí thế uy áp của Hóa Thê Lương che trời lấp đất, cả người đều có thể cảm nhận được, ba người Dương Bách Xuyên, Trịnh Bân Bân và Hầu Đậu Đậu tất nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ vội vàng vận chuyển công pháp mới dễ chịu hơn, vì chống đỡ được khí tức uy áp tới tức Hóa Thê Lương. Một uy áp của Hóa Thê Lương đã khiến ba người Dương Bách Xuyên cảm nhận được sự lợi hại, rất khó tưởng tượng nếu Hóa Thê Lương thật sự ra tay thì sẽ khủng bố cỡ nào. Trong lòng Dương Bách Xuyên biết sự giết chóc của cường giả cấp bậc này ba người hắn, Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân không tham gia nổi. Lúc lão đầu nói, gặp Hóa Thê Lương ra tay tốt nhất vẫn là có thể chạy bao xa thì chạy bao xa. Đúng lúc này, Huyền Vũ Bắc Minh không quay đầu lại. Nói, ba các ngươi tìm cơ hội đến cung thiên trảm tìm tiểu Phượng Hoàng. Dương Bách Xuyên gật đầu, ừ một tiếng. Hắn biết chiến đấu cấp bậc này ba người bọn họ không giúp được, vào lúc này cũng biết phải đến cung thiên trảm tìm tiểu Phượng Hoàng. Hơn nữa trong lòng hắn còn nhớ nhung chồn nhỏ Hương Hương, dù thế nào đều phải tìm thấy. Giết! Đúng lúc này tiểu Trích Tiên Đường Đường phát ra một tiếng giống giận, nháy mắt xông về phía Hóa Thê Lương. Huyền Vũ và Thiên Hồ một trái một phải theo sát phía sau. Một loại khí thế ngoài ta ra còn có ai bộc phát ra từ trên người ba lão quái vật. Còn Dương Bách Xuyên nói với Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân, chúng ta đi. Mặc dù trong lời lão đầu, ba lão quái vật tiểu Trích Tiên Đường Đường rất khó giết được Hóa Thê Lương, nhưng mà Dương Bách Xuyên tin ngăn cản Hóa Thê Lương thì không thành vấn đề. Ba người Huyền Vũ Bắc Minh ngăn chặn Hóa Thê Lương. Ba người Dương Bách Xuyên xông vào cung thiên trảm. Giữa hai bên cách nhau mấy trăm mét, trông là có khoảng cách, cách rất xa. Theo Dương Bách Xuyên thấy Hóa Thê Lương bị ba lão quái vật tiểu Trích Tiên Đường Đường quấn lấy chắc không có thời gian, tinh lực để ý tới ba người hắn, Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân. Ai ngờ vừa động đậy, phản ứng của Hóa Thê Lương hoặc nói là thủ đoạn thực lực vẫn vượt qua dự đoán của Dương Bách Xuyên. Lúc ba người Dương Bách Xuyên vừa xuất phát, Hóa Thê Lương đã dây dưa với ba lão quái vật tiểu Trích Tiên cũng không thấy có động tác gì, giống giận một tiếng, tiện tay vung ra, nói kẻ dám lên cung thiên trảm, chết. Lão ta đang nói, tùy ý vung tay đã có một chùm ánh sáng dài hơn ba trượng chém xuống với thế thủ đao. Một sức mạnh sánh ngang với kiếm khí cao dài rơi xuống đỉnh đầu ba người, Dương Bách Xuyên dọa giật nảy mình, giống lên với Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân, lui. Thực ra hai người không cần Dương Bách Xuyên nhắc nhở cũng đã thấy một đòn mạnh mẽ này của Hóa Thê Lương, lùi về phía sau ngay lập tức. Đùng đoàng. Sau nháy mắt ba người nhanh chóng lùi về phía sau mấy chục mét, một đòn thủ đao này của Hóa Thê Lương đã rơi xuống, bụi đất bay lên trong tiếng đùng đoàng, cả mặt đất đều đang run rẩy. Ba người Dương Bách Xuyên hít ngược khí lạnh. Thấy chỗ ban đầu đã xuất hiện một cái rãnh dài hơn 30 mét, rộng hơn 10 mét. Đây là một đòn tùy ý của Hóa Thê Lương thôi, mà đã có uy lực như vậy. Ba người khó có thể tưởng tượng được nếu như là công kích chính diện của Hóa Thê Lương thì sẽ thế nào, nhưng trong lòng ba người gần như đều không có khả năng chống đỡ. Có điều một đòn này của Hóa Thê Lương đánh ra cũng đã chứng minh lão ta không muốn để người tiến vào cung thiên trảm, nghĩ chắc cung thiên trảm này có thứ Hóa Thê Lương quan tâm. Là tiểu Phượng Hoàng, hay là chồn nhỏ, hoặc là bản thân cung thiên trảm. Đều rất quan trọng ở trong lòng Hóa Thê Lương. Cho dù bị một đòn của Hóa Thê Lương hù dọa, nhưng ba người Dương Bách Xuyên cũng không còn lựa chọn, lúc này đã đối đầu, thì không còn đường quay đầu. Huống hồ đối với Dương Bách Xuyên và Hầu Đậu Đậu, nhất định phải tìm được chồn nhỏ Hương Hương. Từ phương hướng lớn, tiểu Phượng Hoàng càng quan trọng hơn, trong lời của ba lão quái vật Huyền Vũ Bắc Minh, vào cung là có thể tìm tiểu Phượng Hoàng ra. Bốn người bọn họ hợp sức là có thể giết được địa tiên Hóa Thê Lương này, tiêu hủy đại kết giới trảm thiên, từ đó sau này sẽ mang lại một thiên hạ thái bình cho vô số sinh linh sơn hải giới.
lúc này cho dù là núi đao biển lửa, ba người Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể xông lên. Mà lúc này, sau khi Hóa Thê Lương đánh một đòn về phía ba người Dương Bách Xuyên, ngăn cản đường ba người Dương Bách Xuyên tiến về phía trước. Ở bên khác, ba người Huyền Vũ Bắc Minh, Thiên Hồ và Tiểu Trích Tiên đường đường bất chấp, ba lão quái vật biết không áp chế Hóa Thê Lương thì ba tiểu bối Dương Bách Xuyên không vào được cung thiên trảm. Ba lão quái vật bọn họ chuẩn bị nhiều năm, tất nhiên đều vô cùng hiểu về Hóa Thê Lương và cung thiên trảm, Tiểu Phượng Hoàng bị Hóa Thê Lương nhốt ở cung thiên trảm là không còn nghi ngờ. Nhất định phải để ba người Dương Bách Xuyên tiến vào cung thiên trảm tìm Tiểu Phượng Hoàng ra ngoài, thì bọn họ mới có phần thắng, nếu không tất cả đều là uổng phí, cuối cùng chỉ có thể bỏ tính mạng vào. Chuyến đi đến thiên trảm này, bọn họ cược cả tính mạng, không thành công thì thành nhân. Growl. Huyền Vũ Bắc Minh phát ra tiếng rồng ngâm, ánh sáng lam toàn thân bùng lên, cơ thể dài ra theo gió, nháy mắt đã biến thành to như một ngọn núi nhỏ. Phun ra một cột nước với Hóa Thê Lương. Cột nước phun ra từ trong miệng lan ra thành từng phi kiếm, lập tức phi kiếm đầy trời bắn mạnh về phía Hóa Thê Lương, cơ thể khổng lồ của Huyền Vũ Bắc Minh cũng xông về phía Hóa Thê Lương, cái đầu như đầu rồng cắn xé về phía Hóa Thê Lương. Còn Tiểu Trích Tiên đường đường nhảy bật lên, lúc rơi xuống thì rơi trên lưng của Huyền Vũ Bắc Minh, trong tay cầm một pháp khí tán trang màu vàng, ánh sáng vàng vạn trượng, trong miệng quát một tiếng, Hỗn Nguyên Vạn Đạo. Hỗn ma. Trong tiếng quát của Tiểu Trích Tiên đường đường, Hỗn Nguyên Tán trong tay ném về phía đỉnh đầu của Hóa Thê Lương, vạn đạo ánh sáng vàng Hỗn Nguyên Tán của nàng ấy bộc phát ra lập tức bao phủ xuống, chiếu lên đỉnh đầu của Hóa Thê Lương tạo thành một không gian trăm mét. Cảnh này ở trong mắt Dương Bách Xuyên lại tạo thành một kết giới pháp khí. Bây giờ hắn nhìn ra pháp khí tán trang của Tiểu Trích Tiên đường đường gọi là Hỗn Nguyên Tán, có thể công kích cũng có thể bố trận, hình như là một pháp khí rất tuyệt. Vạn đạo ánh sáng vàng tản ra trên Hỗn Nguyên trực tiếp bao phủ Hóa Thê Lương ở bên trong, rõ ràng là đã nhốt Hóa Thê Lương lại rồi. Ngay sau đó thấy Tiểu Trích Tiên lại nhảy một cái từ trên phần lưng của Huyền Vũ Bắc Minh, lần này phi thân nhanh như tia chớp đứng trên đỉnh Hỗn Nguyên Tán, dùng một tư thế đứng của kim kê độc lập, hai tay biến đổi nhiều kiểu đánh ra từng pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm đọc ra từng câu pháp chú tối nghĩa huyền ảo. Theo thủ quyết và pháp chú của nàng ấy, Hỗn Nguyên Tán bắt đầu xoay tròn, càng ngày càng nhanh, ánh sáng vàng lấp lóe. Sắc mặt Hóa Thê Lương bị bao phủ trong ánh sáng vàng cuối cùng cũng thay đổi, rõ ràng đã cảm nhận được công kích mạnh mẽ của Huyền Vũ Bắc Minh và Tiểu Trích Tiên đường đường. Gần như cùng một lúc, Thiên Hồ cũng đã ra tay. Nàng ta đang thét dài hóa thân bản thể, lập tức cũng biến ra bản tôn thân thể khổng lồ giống Huyền Vũ Bắc Minh, bảy cái đuôi giống như dao long ra khỏi biển. Đột nhiên công kích về phía Hóa Thê Lương. Trong mắt ba người Dương Bách Xuyên, bảy cái đuôi của Thiên Hồ cũng không phải vật thường, mỗi cái đuôi đều dài hơn 30 mét, thô như thùng nước, lúc công kích về phía Hóa Thê Lương đã bùng ra bảy màu đỏ cam vàng lục tràm lam tím. Lúc gào thét đánh qua tản ra khí thế mạnh mẽ khiến ba người Dương Bách Xuyên đều cảm thấy tim đập thình thịch. Công kích của ba lão quái vật gần như đánh ra cùng lúc. Trong miệng Huyền Vũ Bắc Minh phun ra cột nước biến ra phi kiếm đầy trời, Hỗn Nguyên Tán của Tiểu Trích Tiên đường đường tỏa vạn đạo ánh sáng vàng, bảy cái đuôi của Thiên Hồ hình thành uy thế phá không. Công kích của ba đại cao thủ khiến sắc mặt Hóa Thê Lương thay đổi, người ở trong ánh sáng vàng Hỗn Nguyên Tán của Tiểu Trích Tiên đường đường, lão ta gần như nhất thời bị trói lấy thân hình, trơ mắt nhìn phi kiếm và bảy cái đuôi của Thiên Hồ đánh đến. Lúc này chỉ thấy Hóa Thê Lương giống giận. Cả người có ánh sáng màu trắng sữa mạnh mẽ lấp lánh, tạo thành phòng ngự. Ầm ầm ầm. Từng tiếng ầm ầm liên tiếp nổ vang, lại là phi kiếm của Huyền Vũ Bắc Minh và bảy cái đuôi của Thiên Hồ đánh lên người của lão ta. Trong phút chốc, ánh sáng màu trắng sữa trên người Hóa Thê Lương lấp lóe, cưỡng chế chặn công kích của Huyền Vũ Bắc Minh và Thiên Hồ ở ngoài cơ thể. Nhìn trong sân giống như đã thành cục diện bế tắc, Hóa Thê Lương bị Hỗn Nguyên Tán của Tiểu Trích Tiên bao phủ nhốt lại. Mà công kích của Huyền Vũ Bắc Minh và Thiên Hồ cũng không phá được sức mạnh trắng sữa lưu chuyển trên người của Hóa Thê Lương. Ba người Dương Bách Xuyên xem mà thầm líu lưỡi, bọn họ nghi ánh sáng màu trắng sữa bên ngoài cơ thể Hóa Thê Lương chắc chính là sức mạnh địa nguyên của riêng tán tiên hoặc nói là địa tiên, một loại sức mạnh còn cao cấp mạnh mẽ hơn chân khí của tu chân giả. Bây giờ hắn cuối cùng đã có một hiểu biết đối với sức mạnh của địa tiên rồi. Có điều đối với ba lão quái vật chuyển tu Tiểu Trích Tiên, Huyền Vũ Bắc Minh và Thiên Hồ cũng có một nhận thức rõ ràng,
dưới sự liên thủ của ba lão quái vật thật sự đã áp chế được Hóa Thê Lương. Nhưng mà trong lực địa nguyên của Hóa Thê Lương không phải chuyện đùa, không ngừng sinh sôi vận chuyển khiến ba lão quái vật cũng không làm gì được Hóa Thê Lương. Có điều Hóa Thê Lương nhất thời cũng không thoát được áp chế của ba người. Hai bên rơi vào trong cục diện bế tắc. Đúng lúc này Huyền Vũ Bắc Minh lớn tiếng nói, Dương Bách Xuyên mau đến cung thiên trảm tìm Tiểu Phượng Hoàng, ba bọn ta không áp chế được Hóa Thê Lương bao lâu. Ba người Dương Bách Xuyên như tỉnh lại từ trong mơ, đúng vậy, xem tình hình trong sân, quả thật nhóm Huyền Vũ Bắc Minh không áp chế được Hóa Thê Lương bao lâu. Nếu như lúc này cộng thêm tồn tại cùng cấp bậc với nhóm Huyền Vũ ra tay, có lẽ thật sự có thể giết chết Hóa Thê Lương. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên nói với Hầu Đậu Đậu và Chính Bân Bân, đi, chúng ta mau đến cung thiên trảm tìm Tiểu Phượng Hoàng, nếu không để Hóa Thê Lương thoát ra, mọi người đều xong đời. Hắn biết rõ ba người bọn họ cộng lại chắc chẳng được tác dụng gì, kết quả tốt nhất chính là đi tìm Tiểu Phượng Hoàng, vì Tiểu Phượng Hoàng là truyền tu giả. Sau khi Hóa Thê Lương bị ba người Huyền Vũ Bắc Minh áp chế, lão ta tất nhiên không thể ngăn cản Dương Bách Xuyên, Hầu Đậu Đậu và Chính Bân Bân đến cung thiên trảm được nữa. Dương Bách Xuyên lập tức đánh trận đầu nhanh chóng xông về phía cung thiên trảm, khoảng cách mấy nghìn mét chớp mắt đã tới. Cả cung thiên trảm là một tòa kiến trúc to lớn cao khoảng trăm trượng. Vàng son lộng lẫy giống như Phật sắc mà Dương Bách Xuyên từng thấy ở thế tục giới, nhưng lại đồ sộ hùng vĩ hơn Phật sắc. Đến trước cung điện, Hầu Đậu Đậu gãi đầu nói, đại ca, có cấm chế không? Trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên không tồn tại cấm chế, nhưng đối với nơi thế này hắn cũng không dám nói có tồn tại cái khác không, cung thiên trảm Hóa Thê Lương ở chưa chắc chỉ có một mình lão ta. Lát nữa các ngươi cẩn thận, ta tiến lên thử đã rồi nói sau. Dương Bách Xuyên nói rồi bước lên phía trước, hàn quang trong tay chợt lóe hiện ra kiếm đồ long, chuẩn bị tốt để ứng phó với biến cố. Cung thiên trảm có thể tồn tại vô số năm, chắc chắn sẽ không đơn giản. Có điều cho dù cung thiên trảm còn tồn tại sinh linh gì, Dương Bách Xuyên cũng không sợ, sứ giả biên giới Hóa Thê Lương chỉ có một sẽ không có người thứ hai, chỉ cần không phải loại địa tiên như Hóa Thê Lương kia thì ba người bọn họ vẫn ứng phó được. Từng bước cẩn thận dè dặt đi đến cửa lớn cung điện, không xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng Dương Bách Xuyên chưa buông lỏng cảnh giác. Cửa lớn cung điện đang mở, từ bên ngoài nhìn vào trong không thấy gì cả, có một lớp sương mù che lấp không nhìn rõ được bên trong có cái gì. Bản thân cung thiên trảm chính là xây dựng trên đỉnh núi, như ẩn như hiện trong mây mù. Có sương mù bao phủ cũng không kỳ lạ. Dương Bách Xuyên đứng ở ngoài cửa lớn cung điện, không đi vào, mà đột nhiên chém ra một kiếm khí bay vào trong cửa lớn cung điện. Ngay sau đó, mây mù bao phủ trên cửa lớn bị kiếm khí chém ra, cuồn cuộn sang hai bên, Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm tình hình phía sau mây mù. Nháy mắt cửa mây tản ra, sắc mặt Dương Bách Xuyên lập tức thay đổi, giống to một tiếng, lại chém ra một kiếm. Bùm! Một tiếng nổ vang lên, tia lửa bắn tung tóe. Dương Bách Xuyên liên tiếp lùi ngược lại mấy chục mét. Đại ca, chuyện gì vậy? Hầu Đậu Đậu hỏi. Sắc mặt Dương Bách Xuyên nặng nề nói, ngươi xem đi. Dứt lời ra hiệu cho Hầu Đậu Đậu nhìn về phía cửa lớn. Lúc Hầu Đậu Đậu và Chính Bân Bân ngẩng đầu nhìn qua, lại hít ngược khí lạnh. Chỉ thấy bên trong cửa lớn cung điện có hai người khổng lồ đang đứng. Hai người khổng lồ này trên mặt đeo mặt nạ, trên đầu có một sừng kim loại, trên dưới cả người đều là khôi giáp đen như mực, thân cao 6 trượng, cửa lớn cung điện mới cao 9 trượng. Hai người khổng lồ trông giống hệt nhau, chỗ khác nhau là người bên trái tay cầm cự kiếm, người bên phải tay cầm đại đao. Đây là, Trịnh Bân Bân cũng bị làm cho hoảng sợ. Sao lại có người khổng lồ như vậy, Hầu Đậu Đậu kinh ngạc nói. Không phải người, là con rối. Dương Bách Xuyên nghiêm trọng nói. Tất nhiên hắn sẽ không xa lạ gì đối với con rối, hắn đã từng có ba con rối, trong đó hai con rối đen trắng để lại trông nhà giữ cửa ở Vân Môn Địa Cầu. Một con rối khác là hắn dùng 12 kim nhân có được ở cổ mộ Đại Tần luyện chế, vô diệt. Nhưng mà ba con rối của hắn đều không thể so sánh với hai con rối trước mặt, nhìn minh văn ở ngực của hai con rối canh gác cung thiên trảm là con rối sánh ngang với phân thần cảnh. Minh văn ở ngực có 6 cái. Nếu bàn về thực lực, Dương Bách Xuyên vừa va chạm một đồn với một trong số con rối, phát hiện có uy lực phân thần cảnh đại viên mãn. Cũng tức là canh gác ở cửa lớn cung thiên trảm là hai con rối phân thần cảnh đại viên mãn, đối với ba người bọn họ,
đối phó với bọn nó cũng hơi quá sức. Trong ba người bọn họ, tu vi của hắn chắc là cao nhất, thật sự đánh nhau chắc có thể miễn cưỡng vật tay với hợp thể cảnh, đối phó phân thần cảnh đại viên mãn cũng không phải vấn đề. Mấu chốt là bây giờ phải đối mặt với con rối địa tiên luyện chế, cái này có biến hóa rồi. Hai con rối như môn thần có thể được hóa thê lương sắp xếp ở trước cửa lớn cung điện rõ ràng là có chỗ đặc biệt, ngoài ra con rối chịu đòn tốt, bình thường đúng là không dễ xử lý. Có điều Dương Bách Xuyên nghĩ thực ra cũng không có gì, bọn họ có ba người, thực lực của Trịnh Bân Bân cũng không yếu, ba chọi hai không phải không có phần thắng. Ban đầu ở điện mạo hiểm, sau khi Trịnh Bân Bân luyện hóa thuần dương phân thân, vừa xuất quan đã có thể giết chết tiền bất nhẫn phân thần cảnh trung kỳ trong nháy mắt, bây giờ đã qua hơn 100 năm, thực lực của nàng ta chắc chắn còn tăng nhiều. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên cũng không lo lắng như vậy nữa. Hầu Đậu Đậu yếu hơn hắn và Trịnh Bân Bân chút, nhưng lại là so với hắn và Trịnh Bân Bân, thật sự đặt ở trong cùng cấp bậc, thì thực lực của Hầu Đậu Đậu không tính là yếu. Sau khi nghĩ đến những điều này, Dương Bách Xuyên nói với Trịnh Bân Bân và Hầu Đậu Đậu, các ngươi nhớ kỹ, điểm yếu của con rối nằm ở minh văn trên ngực, dùng sức đánh vào minh văn trên ngực của bọn nó, chỉ cần đánh loạn đánh hỏng minh văn trên ngực con rối là có thể chiến thắng. Trịnh Bân Bân và Hầu Đậu Đậu gật đầu tỏ ý đã biết. Tiến công. Dương Bách Xuyên dứt lời, ba người nháy mắt đã xông về phía hai con rối. So với hai con rối cao 6 trượng, ba người bọn họ trông vô cùng nhỏ bé, đúng là giống như đứa trẻ 3 tuổi đối mặt với hai người khổng lồ. Có điều, chiến đấu của tu sĩ trước giờ là thể hiện ở thủ đoạn thần thông, không tồn tại chênh lệch thể hình lớn nhỏ. Kiếm đầu long trong tay Dương Bách Xuyên chớp mắt đã chém ra kiếm trận Hắc Liên, hắn muốn dùng kiếm trận Hắc Liên trói hai con rối lại trước. Sau đó để Trịnh Bân Bân và Hầu Đậu Đậu tìm cơ hội công kích minh văn trên ngực con rối, một đòn chế phục. Nhưng mà vừa ra tay, Dương Bách Xuyên đã biết cách đánh này không dùng được. Lúc một kiếm vừa ra, bốn đóa hắc liên được tạo thành cuốn về phía hai con rối, sự linh hoạt của hai con rối đã bộc phát vượt qua dự đoán của Dương Bách Xuyên. Ban đầu tưởng rằng hai con rối dù sao cũng là con rối, không phải sinh vật có linh hồn, có thể sẽ hơi máy móc, nào biết. Lúc bốn đóa hắc liên của hắn xuất hiện, hai con rối đã tự ra tay như tia chớp. Một con một kiếm nhanh chóng ra một kích, một con khác thì một đao lấp lóe. Ngay sau đó đã là bốn tiếng ầm 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 nổ tung. Kiếm trận hắc liên còn chưa thành hình, đã bị đao kiếm của hai con rối chém ra hóa giải, còn chưa tới chỗ cách con rối 3 mét. Cảnh này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên rung lên, phản ứng của con rối nhanh hơn dự đoán của hắn quá nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn đã tạo ra chút cơ hội cho Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân. Đối với tu sĩ, trước giờ thời gian chống một hơi thở là đã đủ rồi. Tất nhiên hai người Trịnh Bân Bân và Hầu Đậu Đậu có thể nắm bắt cơ hội này, không cần Dương Bách Xuyên nhắc nhở. Lúc con rối ra tay chém hắc liên của Dương Bách Xuyên, hai người đã đột nhiên xuất kích, tự tiến về phía minh văn trên ngực của hai con rối. Hầu Đậu Đậu đập một côn xuống. Còn Trịnh Bân Bân thì xuất hiện quạt phong lôi trong tay, mạnh mẽ vỗ về phía một con rối khác. Đùng đoàng, đùng đoàng. Trong hai tiếng vang rung trời, Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân đã thành công ra tay công kích lên minh văn trên ngực của hai con rối. Rầm rầm. Trong tiếng vang trầm thấp, hai con rối ngã xuống, trực tiếp bị Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân ra tay đánh ngã xuống đất. Hai con rối bỗng chốc bị đánh ngã khiến mặt đất đều rung lên. Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân hoan hô. Dương Bách Xuyên cũng sửng sốt, nhưng hắn không hề buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn biết con rối không dễ dàng bị phế như vậy. Nhất là con rối cao giai. Cho nên trong nháy mắt thân hình cự kiếm của Dương Bách Xuyên chợt lóe, trực tiếp xông vào trong đại điện mây mù. Thời gian này gần như cùng lúc con rối ngã xuống đất. Lúc Dương Bách Xuyên xông vào, quả nhiên thấy Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân chỉ là đánh ngã con rối. Nhưng lại không làm tổn hại minh văn trên ngực con rối, dường như chỉ xuất hiện chút vết nứt. Dương Bách Xuyên phản ứng mau lẹ, nhảy vọt lên xuất hiện trên ngực con rối, tụ khí truyền vào kiếm đồ long chân khí viên mãn, giống to đâm một kiếm vào minh văn trên ngực của con rối bên trái. Sau một tiếng nổ, minh văn của con rối cầm cự kiếm hoàn toàn bị chém nát. Coi như đã bị một kiếm của Dương Bách Xuyên phế bỏ. Leng keng. Cự kiếm con rối bên trái giơ cao rơi leng keng xuống đất, trong lòng Dương Bách Xuyên thở phào, trong lòng thầm nói nguy hiểm quá, chậm một chút là con rối này đã chém một kiếm về phía hắn rồi,
sau khi minh văn bị hủy, cự kiếm đã rơi xuống đất. Cẩn thận! Đúng lúc này bên tai vang lên tiếng kêu hoảng sợ của Trịnh Bân Bân. Dương Bách Xuyên giật mình. Hắn hơi đắc ý vênh váo, ngược lại quên mất bên cạnh còn có một con rối cầm đại đao. Xử lý được một con, vẫn còn một con. Có điều cũng hết cách, hắn không thể xử lý cùng lúc hai con rối. Một tiếng nhắc nhở của Trịnh Bân Bân cộng thêm cảm nhận điên cuồng trong lòng, Dương Bách Xuyên không cần nhìn cũng biết là con rối cầm đại đao lúc này đang tập kích hắn. Hai con rối bị Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân đánh ngã, nhưng lại chưa phế minh văn, chỉ là ngã xuống, sau khi hắn phế một con rối khác chắc chắn lấy lại hơi, ra tay với hắn. Nghĩ cũng không cần nghĩ, hắn chợt lăn qua. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm nhận được có một hàn ý dán sát ngay trên lưng của hắn. Phụt! Phần eo Dương Bách Xuyên đau đớn. Đại ca! Xuyên tử! Rầm rầm rầm! Lại là tiếng kêu của Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân vang lên, ngay sau đó là tiếng chiến đấu của hai người. Trong nháy mắt vừa rồi, trong mắt Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân, Dương Bách Xuyên bị mũi đao của con rối cầm đại đao chạm tới, bỗng chốc từ trên lưng đến phần eo đã bị chém ra một vết thương dài hơn một thước, máu tươi phun ra, sâu thấy cả xương. Hai người vội vàng kêu giống lên, xông về phía con rối cầm đại đao như bị điên, bắt đầu chém giết. Ở bên khác, Dương Bách Xuyên đứng dậy từ chỗ hơn 10 mét, hết hồn hết vía, con rối xuất đao nhanh vượt quá tưởng tượng của hắn, là tu sĩ xuất đao nhanh nhất hắn từng gặp từ lúc tu chân. Đương nhiên đây là con rối không thể nói tu sĩ, có điều con rối cũng là tu chân giới luyện chế ra, cho nên gọi là tu sĩ cũng không sai, tóm lại xuất đao nhanh tới mức quả thật khiến Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi lạnh. Hắn tự hỏi tốc độ và phản ứng của hắn không tính là chậm, kết quả vẫn bị chém một đao. Một đao này nặng, suýt chút nữa đã chém hắn thành hai nửa, tóm lại thấy xương lờ mờ đã thương đến nội tạng. Nếu như trước hôm nay, mặc dù một đao này không lấy mạng của hắn, nhưng cũng sẽ mất đi sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Có điều bây giờ thì khác rồi, hắn đã tu thành thân xác sinh tử cảnh, dưới sự tuần hoàn của máu, trong chớp mắt đã có thể khôi phục vết thương như ban đầu. Sau khi sức mạnh sinh ở trong người vận chuyển, vết thương đã nhanh chóng khôi phục dùng mắt thường có thể thấy. Chưa tới ba hơi thở, vết thương của Dương Bách Xuyên đã hoàn toàn khôi phục lại. Grao grao. Lúc này trong tai vang lên tiếng kêu thảm của Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân. Dương Bách Xuyên nhìn trong trận, thấy hai người đều bị con rối đánh bay ra ngoài. Trên ngực Hầu Đậu Đậu đã xuất hiện một vết thương dài, bị đánh tức giận, ngửa lên trời cười dài. Cơ thể của nó đột nhiên cao lớn đến 9 trượng, vung côn đập một côn về phía con rối. Còn Trịnh Bân Bân đánh ra một đòn quạt phong lôi khiến con rối chợt lảo đảo. Hai người phối hợp với nhau, một côn của Hầu Đậu Đậu đập thẳng lên đỉnh đầu của con rối. Bùm! Một tiếng vang lớn, đầu của con rối bị một côn của Hầu Đậu Đậu đập nghiêng. Nhưng lại không khiến con rối bị thương thực chất, chỉ là cơ thể nghiêng ngã xuống, hơn nữa lúc lật tay con rối đã vung thẳng đao lên. Dương Bách Xuyên giống lên, dưới chân chợt động, bóng dáng lóe lên biến mất tại chỗ, một kiếm chém thẳng về phía đại đao của con rối, không liều một đòn, đao này sẽ khiến tay Hầu Đậu Đậu thương nặng. Hầu Đậu Đậu không có thân xác sinh tử cảnh như hắn. Đao kiếm giao nhau. Một tiếng nổ vang lên, đại đao của con rối lệch đi, bị một kiếm của Dương Bách Xuyên chém ra một cái lỗ lớn, mà bản thân Dương Bách Xuyên thì bị chấn tới máu thịt mơ hồ, nhưng Hầu Đậu Đậu đã tránh được một đao. Lúc này một đòn của Trịnh Bân Bân lại tới, đánh lên minh văn trên ngực con rối một cách chính xác không sai lệch. Ầm ầm. Sau một đòn của Trịnh Bân Bân, con rối ngã quỵ xuống giống như bóng da xì hơi. Cuối cùng cũng phế được hai con rối. Ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Dương Bách Xuyên búng tay cho Hầu Đậu Đậu hai giọt nước sinh mệnh khôi phục vết thương của nó không tính là quá nghiêm trọng, có hai giọt nước sinh mệnh là có thể nhanh chóng khôi phục lại. Ngươi thế nào rồi? Không sao chứ? Dương Bách Xuyên quay đầu hỏi Trịnh Bân Bân. Trịnh Bân Bân lắc đầu, tỏ ý không sao, nàng ta chỉ là sắc mặt hơi trắng bệch. Ba người nghỉ ngơi một lát, lúc này mới bước vào cửa lớn của cung Thiên Trảm. Lúc này ba người đều rất cẩn thận, chỉ hai con rối canh giữ cửa lớn đã khiến bọn họ tay chân luống cuống rồi bị thương, ai biết trong đại điện còn tồn tại thứ gì. Lúc đi vào, toàn bộ đại điện đều tràn ngập xương trắng mờ mịt. Lúc đầu Dương Bách Xuyên cứ nghĩ sau khi đi vào đại điện sẽ xuất hiện không gian độc lập gì đó. Thế nhưng sau khi đi vào hơn 10 mét thì mây mù tản đi,
hiện ra khung cảnh sau lớp sương mù dày đặc, cũng không phải thế giới độc lập gì, nhìn có vẻ là dáng vẻ vốn có của đại điện. Chỉ là cảnh tượng đại điện xuất hiện trước mắt khiến ba người cảm thấy lông mao dựng hết lên. Đại điện trong tầm mắt ba người nhìn thấy chừng mấy ngàn mét vuông, nhưng toàn bộ đại điện lại xuất hiện từng bộ xương cốt trắng. Hắn dùng linh thức quét qua, số bộ xương cốt trong toàn bộ đại điện cũng không nhiều lắm mà vừa đúng 1000. Mà nhìn có vẻ như là có quy luật mà người nào đó bày ra, khoảng cách giữa mỗi một bộ xương cốt, bất kể là từ bất kỳ góc độ nào đều ngang nhau. Hầu Đậu Đậu muốn tiến lên nhưng bị Dương Bách Xuyên ngăn lại nói, đừng xông lên vội, sự sắp xếp của những bộ xương cốt này nhìn qua rất có quy luật, có thể sự xuất hiện ở đại điện này tất nhiên không đơn giản. Hầu Đậu Đậu vừa nghe vậy thì dừng bước, dù sao Dương Bách Xuyên nói cái gì thì nó sẽ tin cái đó. Nó cũng biết Dương Bách Xuyên hiểu biết nhiều hơn ai hết, ở trong lòng Hầu Đậu Đậu chỉ luôn luôn có một sự tín nhiệm và sự sùng bái mù quáng đối với Dương Bách Xuyên. Về phần Trịnh Bân Bân, từ sau khi dung hợp luyện hóa truyền thừa của tổ tiên, trong đầu cũng có thêm rất nhiều kiến thức, cho dù Dương Bách Xuyên không nói thì nàng ta cũng có thể nhìn ra một vài thứ. Nhưng cũng không hơn, ngay lập tức, Trịnh Bân Bân và Hầu Đậu Đậu nhìn về phía Dương Bách Xuyên, chờ Dương Bách Xuyên quyết định. Trong chớp mắt thì Dương Bách Xuyên thật sự cũng nhìn không ra được manh mối gì, ngay lúc vừa định hỏi sư phụ Vân Thiên Tà thì đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng kêu. Chi chi! Dương Bách Xuyên nghe được tiếng kêu này thì cả người đột nhiên run lên, tiếng kêu này chẳng phải là tiếng của chồn nhỏ sao? Chồn nhỏ lão đại, Hầu Đậu Đậu có vẻ còn kích động kêu to hơn cả Dương Bách Xuyên. Lần này, mục đích của bọn họ tới đây chủ yếu là muốn tìm chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng. Bây giờ, tiếng kêu quen thuộc vang lên, bảo sao Dương Bách Xuyên và Hầu Đậu Đậu lại khô bê dê vui mừng cho được. Chi 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 chi. Ngay sau đó tiếng kêu của chồn nhỏ càng kích động vang lên. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thì càng ngày càng trầm, ánh mắt đặt ở vị trí trung tâm của đại điện. Hầu Đậu Đậu có vẻ tương đối thẳng thắn, trực tiếp mắng, đồ tạp chủng hóa thê lương, chắc chắn phải chém hắn ta. Trong mắt Trịnh Bân Bân tỏ rõ vẻ kỳ quái, nàng ta chỉ nghe thấy tiếng kêu chi chi vang lên trong đại điện trống rỗng nhưng vẫn không nghe ra đó là tiếng gì, càng không thấy có sinh vật nào ở phía đó. Thế nhưng Trịnh Bân Bân thấy Dương Bách Xuyên và Hầu Đậu Đậu dường như đều có thể nghe hiểu tiếng kêu này, hơn nữa sắc mặt còn tức giận nhìn về phía trung tâm đại điện, có điều Trịnh Bân Bân nhìn thế nào cũng không thấy gì ở trung tâm đại điện. Chỉ có Dương Bách Xuyên và Hầu Đậu Đậu biết tiếng kêu chi chi của chồn nhỏ ám chỉ điều gì, bởi cả hai đều là người thân của chồn nhỏ. Từ trước tới giờ Dương Bách Xuyên vẫn coi chồn nhỏ như người thân của mình, Hầu Đậu Đậu còn là bạn thân chơi với chồn nhỏ từ nhỏ. Dĩ nhiên hiểu được tiếng kêu của nó. Tiếng kêu của chồn nhỏ đang văng vẳng bên tai Dương Bách Xuyên. Qua hơn 10 phút, tiếng kêu của chồn nhỏ mới ngừng lại, mà hai mắt Dương Bách Xuyên đỏ lên nói, chồn nhỏ, tạm thời các ngươi hãy nhẫn nại, bọn ta sẽ cứu các ngươi ra. Chi chi chồn nhỏ kêu lên chi chi để đáp lại. Đại điện chìm trong yên lặng, nhưng cuối cùng Trịnh Bân Bân vẫn không nhịn được hỏi, Vân Tử, tiếng kêu đó là của chồn nhỏ mà ngươi nói sao? Có chuyện gì vậy, tại sao ta không thấy gì? Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi gật đầu nói, đúng là chồn nhỏ, nó và tiểu phượng hoàng bị hóa thê lương trấn áp trong mắt thiên cốt trận, bản thân chồn nhỏ ở trong trận pháp mới có thể thấy chúng ta, ngược lại chúng ta không nhìn thấy nó, chỉ có cách tiến vào trận pháp mới có thể nhìn thấy, mà mắt trận nằm ngay chính giữa đại điện. Sau khi giải thích qua vấn đề của chồn nhỏ cho Trịnh Bân Bân nghe, Dương Bách Xuyên ngồi xếp bằng. Hiện tại hắn muốn nghiên cứu một chút về phương pháp phá thiên cốt trận này mà chồn nhỏ đã nhắc tới. Nhớ lại những điều mà chồn nhỏ vừa mới nói, trong lòng Dương Bách Xuyên tự trách mình rất nhiều, vì năm đó hắn đã không đưa chồn nhỏ đi theo, từ trong tiếng kêu chi chi ấy, hắn nghe ra chồn nhỏ đang khóc sau khi nghe được giọng nói của Dương Bách Xuyên và Hầu Đậu Đậu. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nghe được tiếng khóc của chồn nhỏ, bao nhiêu năm qua. Từ ngày đưa được chồn nhỏ ra khỏi ngọn núi lớn đến tận Sơn Hải Giới, thậm chí năm đó ở Sơn Hải Giới, chồn nhỏ đã bị rất nhiều cao thủ truy bắt, nó cũng không hề khóc chút nào. Mà hôm nay chồn nhỏ lại khóc, Dương Bách Xuyên biết chồn nhỏ đã phải chịu khổ cực rồi. Theo lời kể của chồn nhỏ, năm đó sau đại chiến ở thành Yêu Quang, kể từ khi hắn bị hóa thê lương cưỡng ép phá không tiễn đi, nó bèn đi theo Tiểu Phượng Hoàng. Thế nhưng sau này nó và Tiểu Phượng Hoàng đều bị Hóa Thê Lương bắt tới cung thiên trảm. Hóa Thê Lương nói muốn luyện hóa sức mạnh của Tiểu Phượng Hoàng để giúp lão ta độ kiếp,
10 ngày sau lão ta sẽ chuẩn bị độ toán tiên kiếp lần thứ hai, đại trận thiên cốt này chính là dùng để trấn áp tiểu phượng hoàng, đến lúc đó sẽ cướp lấy sức mạnh của tiểu phượng hoàng. Mà chồn nhỏ thì bị hóa thê lương phát hiện ra năng lực săn tìm bảo vật, nhưng chồn nhỏ không chịu thuần phục nên dứt khoát bị trấn áp cùng một chỗ với tiểu phượng hoàng trong mắt thiên cốt trận. Thiên cốt trận chủ yếu là tiêu hao sức mạnh, làm cho tiểu phượng hoàng suy yếu, đến lúc đó hóa thê lương sẽ dễ dàng luyện hóa năng lượng lấy ra được từ tiểu phượng hoàng. Trong mắt trận có kết giới cấm chế, bọn chúng thực sự không thoát ra được, mỗi ngày phải chịu nỗi khổ bởi thiên lôi đánh xuống, bị tra tấn ròng rã suốt hơn 100 năm. Chồn nhỏ nói cho Dương Bách Xuyên biết là thiên cốt trận hoàn toàn là do cao thủ từ tu chân giới mà tông môn đằng sau hóa thê lương tuyển chọn, luyện thành trận con rối nhân hồn, tất cả 1000 tu chân giả đều đạt tới phân thần cảnh, toàn bộ đại trận gồm hàng ngàn linh hồn được hồi sinh và điều khiển, cực kỳ mạnh. Còn nhắc tới thiên cốt trận giống như căn cơ của kết giới thiên trảm, phá đi thiên cốt trận chính là phá hủy kết giới thiên trảm. Nghe vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng đau lòng thay cho chồn nhỏ, cũng khiếp sợ hóa thê lương hoặc có thể nói là kiệt tác của tông môn đứng sau hóa thê lương, thế mà lại dùng 1000 tu chân giả cấp phân thần đến bày bố trận pháp. Chỉ cần 1000 tu chân giả phân thần cảnh cũng đã là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại rồi chứ chưa nói đến còn luyện thành thiên cốt trận gì đó, luyện nhân luyện hóa, thậm chí tỏa hồn cũng đến bày trận, trận pháp cỡ này quả thực là trận pháp quá tà đạo. Trận pháp khủng bố như thế chắc chắn sẽ không đơn giản, huống chi thiên cốt trận còn là căn cơ của thiên trảm. Mặc dù trong lòng Dương Bách Xuyên lo lắng cho chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng nhưng cũng không dám mù quáng, hắn biết một khi nông nỗi tiến lên phá trận pháp thì ba người là hắn, Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân cũng không ứng phó được. Nhưng nếu đã là trận pháp thì tất có cách phá giải, Dương Bách Xuyên đã từng nghiên cứu trận pháp, không định xông thẳng lên mà trì hoãn để nghiên cứu cách phá trận. Làm không triệt để sẽ bị thiên cốt vây khốn, bị 1000 bộ xương cốt của tu chân giả phân thần cảnh và thần hồn công kích, nghĩ đến cảnh tượng đó cũng khiến da đầu người ta tê dại. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn nhắm mắt, trong đầu bắt đầu tái hiện trận pháp thiên cốt. Sau một canh giờ trôi qua, Dương Bách Xuyên không có chút manh mối nào, tái hiện đủ kiểu cũng không có cách phá giải, ngược lại còn khiến bản thân mắc vào. Lúc này hắn đành phải xin sư phụ Vân Thiên Tà trợ giúp. Thiên cốt trận hoàn toàn là trận pháp ngộ giải, chí ít với hắn mà nói, hiện tại hắn không thể phá được trận này. Cũng là trận pháp khó hiểu nhất mà hắn từng gặp từ trước đến giờ trong giới tu chân. Lão già, cái thiên cốt trận này con nhìn không hiểu chút nào, người ra giúp đỡ đi, chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng đang bị trấn áp ở trong mắt trận chịu khổ, con muốn cứu chúng nó ra ngoài. Dương Bách Xuyên nói thầm trong đầu. Ngay sau đó, giọng nói của Vân Thiên Tà lập tức vang lên, ngươi nhìn không hiểu là đúng rồi, trận này chính là đại trận được xếp thứ ba trong thập đại tà trận ở tu chân giới, trong tu chân giới cũng không còn ai dám bày trận này nữa, không ngờ Thái Huyền Tông lại dám hành động trái ý trời. Bày ra tà trận bậc này ở trong Sơn Hải giới, nếu như bị tu chân giới chính đạo biết được, cho dù Thái Huyền Tông có mạnh đến đâu cũng có thể bị diệt. Tạo ra trận pháp cỡ này quả thực quá mức tàn khốc. Chân chính dùng 1000 tu chân giả đến luyện trận, quả nhiên là một con số rất lớn đấy, Thái Huyền Tông đúng là đáng chết, trận pháp này tên đầy đủ không gọi là thiên cốt trận mà gọi là thiên cốt thiên ma trận. Là làm cho 1000 người rơi xuống ma đạo, sau đó dùng máu tươi của 1000 người để luyện hóa, hóa thành bộ xương khô, tỏa hồn tại cốt, hóa thành ma hồn, trận pháp vận chuyển thiên cốt thiên ma công kích, lực lượng tăng gấp bội, đừng nói là phân thần cảnh, cho dù là hợp thể cảnh cũng có thể bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Không thể phá trận trực tiếp được, tiểu tử thúi ngươi cho vi sư một vấn đề nan giải quá rồi. Nói đến câu cuối cùng, trong giọng nói của Vân Thiên Tà cũng trở nên nặng nề hơn. Nhưng Dương Bách Xuyên không nói gì, hắn biết nếu lão già đã nói nhiều như vậy thì đương nhiên đã nhận ra trận pháp, hơn nữa còn có thể nói ra tên đầy đủ của nó là Thiên Cốt Thiên Ma, tất nhiên sẽ có phương pháp phá trận, hiện giờ hắn không dám thúc giục lão già, chờ ông ấy nghĩ ra biện pháp thôi. Quả nhiên một lát sau, Vân Thiên Tà nói, với khả năng và thực lực hiện giờ của ngươi thì không phá được trận pháp này, vi sư cũng không có chân thân ở đây, chỉ có thể dùng thần hồn mượn pháp, ngươi cứ chuẩn bị tốt đi, đợi vi sư phá tà trận thiên cốt thiên ma này, tà trận bậc này vốn không nên hiện thế, xem ra ở tu chân giới có người không an phận rồi. Nghe sư phụ nói chuyện, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng bị chấn động mạnh, sư phụ coi trọng thiên cốt thiên ma trận, chứng tỏ trận pháp này thật sự không đơn giản. Nhưng cũng may có sư phụ ở đây có thể xử lý được mọi chuyện, hắn cũng không quá lo lắng.
Theo ý của sư phụ, ông sẽ tự ra tay, thuyết minh có nắm chắc. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng cứu chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng ra, sư phụ muốn làm kiểu gì đều được. Nói, sư phụ, liệu có tổn thương đến chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng hay không? Rốt cuộc lúc này tiểu phượng hoàng và chồn nhỏ đều bị nhốt trong mắt trận của thiên cốt thiên ma trận, một khi chạm đến trận pháp liệu có liên lụy đến chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng hay không cũng là một vấn đề đáng lo. Âm thanh của Vân Thiên Tà vang lên, đúng là bởi vì sợ tổn thương đến bọn họ nên vi sư mới chuẩn bị ra tay. Một khi trận pháp này bị dẫn phát phải dùng hết toàn thân, không dám sơ ý, thiên cốt thiên ma trận là một trận pháp lớn, cũng là một trận pháp thiên biến vạn hóa. Được rồi, con chuẩn bị đi, thần hồn của vi sư sẽ mượn thân thể của con để phá trận, đợt lát nữa sau khi vi sư phá trận xong, con làm con khỉ và tiểu nữ oa xông vào mắt trận cứu chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng. Dương Bách Xuyên đồng ý, sau đó dặn dò Hầu Đậu Đậu và Chính Bân Bân, chờ lúc nữa ta đi vào phá trận, hai người các ngươi chờ tin tức của ta sau đó xông vào mắt trận cứu chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng. Rõ. Hai người gật đầu đồng ý. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên thả lỏng người, lập tức cảm nhận được đồ án của hồn càn khôn trên cánh tay trái nóng lên, thân thể truyền đến một lực lượng cường đại, hắn biết thần hồn của sư phụ đang thi pháp mượn thân thể. Cẩn thận cảm thụ. Phá trận này sẽ có bổ ích cho trận đạo sau này của con. Vân Thiên Tà dặn dò Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã rõ, hiện tại hắn có cảm giác dùng thị giác quần chúng, cũng biết được lúc này lực lượng thần hồn của sư phụ đã vào vọt ý thức của hắn để làm chủ. Thật ra hắn cũng tràn ngập chờ mong sư phụ ra tay, trận chiến của cường giả tràn ngập đạo vận. Hàn quang trong tay lóe lên, kiếm đầu long hiện lên, phát ra tiếng vù vù, kiếm ý cường đại tràn ra. Dương Bách Xuyên có cảm giác hắn đã hóa thân thành một thanh kiếm sắc bén. Có sư phụ ra tay hắn không cần phải nhọc lòng. Sau đó cũng không thấy sư phụ niệm chú, tùy ý chém ra một kiếm, trên thân kiếm đồ long xuất hiện một kiếm khí cao chín trượng, đánh thẳng vào thiên cốt thiên ma trận. Kiếm khí vừa đến gần trận pháp, chuyển hướng, bẻ gãy nghiền nát xông vào chính mắt trận. Nơi đi qua từng bộ xương khô hóa thành bột phấn, đồng thời có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dưới uy lực của kiếm, không chỉ hủy diệt bộ xương khô, cũng tiêu diệt luôn ma hồn phong tỏa bên trong. Dương Bách Xuyên hít một hơi sâu, quỷ thần thiên địa, chỉ với một kiếm này, sư phụ đã hủy diệt gần 300 bộ xương khô. Ngay sau đó toàn bộ thiên cốt thiên ma trận giống như sống lại. Từng bộ xương khô lần lượt đứng lên, toàn thân bộc phát ra một đám phù văn đỏ như máu. Gào gào gào, tiếng gầm rú như ma thú vang lên. Đồng thời từng bộ xương khô cũng bắt đầu di chuyển, nhìn kỹ từng bước đi của chúng đều có kết cấu quỹ đạo, mỗi một bộ xương đều có liên hệ lẫn nhau. Trong lúc đại trận sống lại, Dương Bách Xuyên vọt vào trong trận pháp, hoặc nói cách khác sư phụ vọt vào trong trận pháp, tiếp theo kiếm khí sáng rực lao về phía trước. Khoảnh khắc bước vào trận pháp, Dương Bách Xuyên phát hiện hoàn cảnh biến ảo. Trong mắt không nhìn thấy đại điện, không thấy bộ xương khô, chỉ thấy một thế giới tràn ngập ma khí huyết khí. Trên bầu trời tràn đầy mưa máu, đại địa đỏ thẫm, bùn đất cũng bị nhiễm màu đỏ rực. Từng bộ xương khô vẫn tồn tại, chẳng qua ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, hai mắt của chúng tỏa ra huyết quang, toàn thân đắm chìm trong ma khí đen nhánh, hơi thở cường đại ngập trời, vô cùng khủng bố. Ở trong thế giới huyết sắc này, có một tế đàn được tạo thành từ xương trắng, chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng đã hóa thành bản thể nằm ở trên đó. Nhưng lúc này chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng vô cùng uể oải, đang không ngừng thừa nhận hình phạt thiên lôi đánh xuống, toàn bộ tế đàn xương trắng ngập tràn ma khí, có lôi điện vần quanh, vây chặt tế đàn xương trắng. Dưới loại tình huống này, chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng còn đang ở trong mắt trận không tránh được bị ảnh hưởng. Hiện tại Dương Bách Xuyên cảm thấy sư phụ muốn cưỡng chế phá trận, không nhịn được hỏi, sư phụ, không lẽ người muốn cưỡng chế phá trận? Liệu có lan đến chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng hay không? Coi như vậy đi, tu vi của con quá yếu, vi sư lại đang ở trạng thái thần hồn, trước mắt chỉ có thể dùng sức mạnh, phá trận với tốc độ nhanh nhất, đây cũng là biện pháp hiệu quả nhất. Còn tiểu phượng hoàng và chồn nhỏ, ít nhiều cũng sẽ bị lan đến, uy lực của lôi điện sẽ tăng mạnh, chỉ mong bọn chúng có thể chống đỡ, tranh thủ giết sạch đám xương khô kia trong thời gian nhanh nhất thì có thể giải quyết được một vấn đề lớn. Tiểu tử, đứng nhìn đi, đừng ảnh hưởng đến vi sư có cách của vi sự, một kiếm này chỉ có thể xem như tạo ra một con đường vào trận, khó khăn vừa mới bắt đầu. Vân Thiên Tà mở miệng giải thích.
Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói vậy cũng không dám quấy rầy ông, chỉ có thể mở mắt nhìn. Điều duy nhất hắn có thể làm là cầu nguyện sư phụ nhanh lên, đừng đến mức phá được trận nhưng chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng lại bị lôi điện đánh chết. Nhưng hắn cũng tin tưởng thủ đoạn của sư phụ, chỉ bằng một kiếm vừa rồi, không sử dụng bất cứ kiếm kỹ thần thông nào nhưng lại phát ra được uy lực còn lớn hơn uy lực của kiếm trận Hắc Liên của hắn, điều này đã đủ để chứng minh tất cả. Trong lúc hai sư đồ đối thoại, âm thanh lôi điện phía chân trời lại tăng mạnh hơn. Dương Bách Xuyên nhìn thấy thân thể của chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng đang run rẩy. Cũng nghe thấy tiếng kêu thống khổ của các nàng. Lúc trước ở ngoài trận không nhìn thấy chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng, nhưng khi ở bên trong trận lại có thể nhìn thấy chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng. Dương Bách Xuyên nhìn uy thế của lôi điện trên tế đàn xương trắng càng thêm hung mãnh, trong lòng co rút, nhưng cũng không còn cách nào, hắn biết lúc này không thể quấy rầy sư phụ, bởi vì sau khi vào trận, bộ xương khô đến từ bốn phương tám hướng bắt đầu xông vào tấn công. Điều làm Dương Bách Xuyên hãi hùng khiếp phía là công kích của đám xương khô kia không phải công kích đơn độc mà là hình thành trận pháp, uy lực chồng lên nhau, hơi thở cường đại phát ra làm hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh trong lòng. Thiên cốt thiên ma trận, hiện tại Dương Bách Xuyên cảm nhận được uy danh của nó không phải là đồn đãi vớ vẩn, chỉ cần nhìn thấy một thế giới huyết sắc tràn ngập ma khí cũng đủ làm tâm thần của Dương Bách Xuyên hoảng hốt. Lúc này hắn càng thêm kính nể sư phụ. Rất khó tưởng tượng được ở trong đó sư phụ phải chịu đựng áp lực kiểu gì. Sau đó Dương Bách Xuyên thấy được sư phụ ra tay, không có chiêu thức kinh thiên động địa, chỉ thấy sư phụ vung kiếm đổ long lên, ba kiếm lao đến đám xương khô che trời lấp đất kia. Vẫn là một kiếm đơn giản sáng tỏ, từng kiếm khí cao chín trượng bộc phát ra ngân quang chói mắt như mặt trời, chiếu rọi xuống đại địa trong thế giới huyết sắc. Kiếm khí tung hoành, Dương Bách Xuyên thấy được nơi đi qua. Không gian trong thế giới huyết sắc xuất hiện từng cái khe, xuyên thấu qua khe không gian có thể nhìn thấy hoàn cảnh bên ngoài chính là đại điện lúc trước. Nói cách khác trong thiên cốt thiên ma trận mà một thế giới huyết sắc được tạo thành từ ảo cảnh, chẳng qua đây là một thế giới vô cùng cao đẳng, không phải hoàn cảnh tầm thường có thể so được, đã có được cơ sở của một tiểu thế giới. Uy lực của thiên cốt thiên ma trận rất cường đại, nhưng ở trong mắt sư phụ, hình như cũng không đáng để vào mắt. Sau ba kiếm, một tảng lớn bộ xương khô bị dập nát. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên sẽ cho rằng chúng sẽ hoàn toàn biến mất, ai biết sau khi bộ xương người dập nát, từng đạo ma khí hội tụ hình thành một ma ảnh dương nanh múa vuốt, xuất hiện bên cạnh sư phụ. Ma khí ngập trời làm Dương Bách Xuyên cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng chỉ nghe sư phụ hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, một ma hồn cũng dám can đảm làm càn. Dứt lời, chỉ thấy sư phụ vung tay lên, lộ ra ống tay áo. Đồ án hồ càn khôn bộc phát ra ánh sáng vô cùng lộng lẫy. Ngay sau đó từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, gào gào gào. Dương Bách Xuyên chỉ nhìn thấy từng đám ma ảnh hóa thành bụi mù dưới kim quang chói mắt của đồ án hồ càn khôn, giống như bị tinh lọc hoàn toàn. Cảnh tượng này làm Dương Bách Xuyên giật mình, sư phụ có thể sử dụng được hồ càn khôn. Trong lòng Dương Bách Xuyên có chút không cân bằng, ngay cả chủ nhân trên danh nghĩa của hồ càn khôn như hắn cũng không thể sử dụng được hồ càn khôn. Không ngờ sư phụ lại có thể sử dụng được. Rất muốn hỏi làm cách nào mà sư phụ sử dụng được hồ càn khôn, nhưng lúc này có rất nhiều khối xương trắng vọt đến, từng đạo ma khí đỏ rực hội tụ áp bách ập đến, không phải lúc thích hợp. Dương Bách Xuyên chỉ có thể tạm thời nén xuống nghi hoặc trong lòng, chờ sư phụ phá xong thiên cốt thiên ma trận rồi hỏi cũng không muộn. Hơn ngàn bộ xương khô đã bị ba nhát kiếm của sư phụ tiêu diệt gần hết, lúc này nhìn qua cũng không có gì ghê gớm. Đột nhiên thế giới huyết sắc gào lên, gào. Sau một tiếng gầm rú, tất cả bộ xương người ở bốn phía bắt đầu rút lui. Dương Bách Xuyên có chút buồn bực, nói, vậy đã rút rồi. Nghĩ rất đẹp, tiếp theo mới là bắt đầu, thiên cốt thiên ma trận lấy ma hồn làm chủ đạo, không phải chết trận, có thể thiên biến vạn hóa, không có có từng bộ xương khô tấn công, còn có thể hợp thể tấn công, có lẽ chúng sắp hợp thể tấn công. Vân Thiên Tà nói, vừa dứt lời. Dương Bách Xuyên nghe thấy âm thanh thịch 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 vang lên, quay đầu nhìn lại, một quái vật xương khô cao hơn 30 trượng xuất hiện, toàn thân tràn ngập ma khí, tay cầm một thanh trường thương bằng xương khô, mỗi một bước đi đều phát ra âm thanh chấn động, đại địa cũng run rẩy theo. Dương Bách Xuyên hít một hơi sâu, quả nhiên bị sư phụ nói đúng. Hiện tại hắn bắt đầu lo lắng liệu sư phụ có thể đánh bại quái vật xương khô hay không, rốt cuộc sư phụ chỉ là một tàn hồn mượn dùng thân thể hắn.
nhưng lúc này hắn lại cảm nhận được sư phụ rất bình tĩnh, giống như không để bụng quái vật xương khô. Dương Bách Xuyên nghĩ lại cũng thấy đúng, sư phụ rất quen thuộc thiên cốt thiên ma trận, cũng có nắm chắc mới dám mạnh mẽ phá trận. Gào! Quái vật xương khô tức giận gầm lên, trường thương trong tay đâm đến. Lúc này Dương Bách Xuyên thấy sư phụ vẫn rất bình tĩnh, chém ra một kiếm. Ầm! Kiếm khí chợt lóe, trường thương trong tay quái vật xương khô bị một kiếm của sư phụ chém thành hai đoạn. Sau đó hừ lạnh, dậm chân phi người lên, lao đến chỗ quái vật xương khô, lúc phi thân đến giữa không trung, chỉ nghe sư phụ nói, một kích cuối cùng này có thể giải quyết rắc rối. Trong miệng quát nhẹ, đãng ma kiếm, phá cho ta. Một kiếm chém ra, cả người hóa thành một tia chớp, tốc độ giống như thuấn di, biến mất tại chỗ, ngay sau đó đột nhiên xuất hiện đâm kiếm vào giữa tràn của quái vật xương khô. Ầm đúng. Một tiếng nổ rung trời, quái vật xương khô kêu rên, tiếp theo sập xuống cùng với từng tiếng kêu thảm thiết. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, chỉ thấy một kiếm hỗn loạn này của sư phụ như chứa đựng kiếm ý không nói rõ được ở bên trong. Vô cùng huyền ảo, làm đầu óc của hắn rơi vào một loại cảnh giới quên mất bản thân. Khắp đầu óc chỉ có uy lực và kiếm ý trong một kiếm này của sư phụ. Giống như bắt được gì đó, nhưng lại không nhìn thấy không bắt được. Thật sự vô cùng huyền ảo, trong nháy mắt dường như kiếm đạo của hắn mở ra một cánh cổng mới. Một lúc sau toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, tất cả bộ xương khô biến mất không thấy, cũng trong khoảnh khắc này, sư phụ bay lên trên tế đàn xương trắng. Cầm kiếm chỉ lên trời, chém xuống, hét lớn, khai thiên. Trong giây lát, toàn bộ không gian huyết sắc hỏng mất. Dương Bách Xuyên thấy được diện mạo vốn có của đại điện, thấy được Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân đứng đằng xa, lôi điện và ma khí trên tế đàn xương trắng đã biến mất không thấy. Nhanh cứu người, lúc này sư phụ hô to một câu với Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân, ngân quang của kiếm đồ long lập lòe, lôi điện trên không biến mất, tất cả đều bị kiếm khí của sư phụ ngăn cản. Không có một tia lôi điện nào dừng ở trên người tiểu phượng hoàng và chồn nhỏ. Hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn, Vân Thiên Tà đã ngăn cản uy lực của lôi điện trên tế đàn xương trắng, lúc này vì thiếu phân thân nên mới làm Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân ra tay cứu tiểu phượng hoàng và chồn nhỏ. Phía xa Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân đã được Dương Bách Xuyên dặn trước, lúc trước không nhìn thấy thân ảnh của Dương Bách Xuyên, nhưng lại thấy được từng bộ xương khô nứt vỡ, cuối cùng hóa thành tro. Hai người nghe thấy tiếng gầm rú kinh thiên động địa và tiếng đánh nhau, mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng đoán được Dương Bách Xuyên đi vào trận pháp, sau đó thấy được chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng trên tế đàn xương trắng, cũng thấy được Dương Bách Xuyên đang chống lại lôi điện trên bầu trời. Nghe thấy Dương Bách Xuyên hô to nhanh cứu người, mặc dù kỳ quái âm thanh của Dương Bách Xuyên hơi thay đổi, nhưng lại không nghĩ nhiều, vội vàng phi lên tế đàn xương trắng cứu tiểu phượng hoàng và chồn nhỏ. Hai người lập tức đuổi đến tế đàn xương trắng. Nhưng lại bị một lực lượng mạnh mẽ đâm bay. Lúc này mới biết được ngoài lôi điện trên tế đàn xương trắng, còn có cả một tầng ma khí. Uy lực của lôi điện đã bị Dương Bách Xuyên ngăn cản, lúc này hai người bọn họ phải phá vỡ ma khí cứu ra chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng. Hầu Đậu Đậu tức giận gầm lên, hóa thân thành chín trượng, cầm trường côn đen nhánh đập xuống tế đàn. Cùng lúc đó, Trịnh Bân Bân cũng thúc giục phong lôi, mạnh mẽ tung ra một kích xuống. Chỉ một tầng ma khí mà thôi, hai người vẫn có tin tưởng có thể phá bỏ nó. Thiên cốt thiên ma trận và uy lực cường đại của lôi điện đã bị Dương Bách Xuyên phá hủy, hiện tại Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân nhất định phải phá hủy ma khí cứu tiểu phượng hoàng và chồn nhỏ ra. Lão đại, chờ ta cứu ngươi ra. Hầu Đậu Đậu gầm lên, nó nhìn thấy chồn nhỏ uể oải không sức sống nằm trên tế đàn, đôi mắt ửng đỏ. Nhớ lại những ngày tháng vô lo vô nghĩ bên cạnh Dương Bách Xuyên của chồn nhỏ. Hầu Đậu Đậu vừa tức giận vừa đau lòng, lớn lên từ nhỏ với nhau, ở trong lòng Hầu Đậu Đậu, chồn nhỏ và mình giống như một đôi tỷ đệ. Rầm rầm, hai tiếng rung động lớn vang lên, Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân xuất kích hung hăng đánh vào tế đàn xương trắng. Phụt, dưới sự tấn công của hai người, sát khí nồng đậm tản ra. Một tầng kết giới bị giải trừ. Ngay lập tức Hầu Đậu Đậu vọt lên tế đàn bế chồn nhỏ bay ra tế đàn. Bên kia Trịnh Bân Bân nắm lấy tiểu phượng hoàng rời đi. Có thể thuận lợi giải trừ kết giới ma khí trên tế đàn xương trắng, phần lớn là nhờ Dương Bách Xuyên hoặc nói cách khác là Vân Thiên Tà đã tiêu diệt thiên cốt thiên ma, chống đỡ lôi điện đánh xuống trên đại điện. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn thấy Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân đã cứu được chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng,
trong lòng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hiện tại hắn đặt lực chú ý lên trên thủ đoạn của sư phụ, đỉnh đầu còn có lôi điện, chứng tỏ thiên cốt thiên ma trận hoặc kết giới thiên trảm vẫn chưa bị phá. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên cảm nhận được kiếm ý của sư phụ biến đổi, đột nhiên đâm kiếm về phía trước, lôi điện ầm ầm vỡ nứt. Ầm! Ngay lập tức lôi điện biến mất. Sau đó sư phụ phi thân xuống, đâm một kiếm vào tế đàn xương trắng. Khoảnh khắc mũi kiếm chỉ còn cách tế đàn 3 mét, một tiếng gầm vang lên. Ngươi dám! Một thanh kiếm bay đến mang theo tiếng xé gió đột nhiên đột kích. Giống như sao băng lao xuống, đánh thẳng vào Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm thấy sắc mặt của sư phụ thay đổi, lạnh lùng chuyển thế kiếm, chém ngang, bổ một nhát vào thanh kiếm đang bay đến. Ầm đùng! Hai kiếm va chạm vào nhau. Dương Bách Xuyên cảm thấy thân thể chấn động không tự chủ được lùi về phía, dừng cách tế đàn 10 mét. Lúc này một bóng người chợt xuất hiện trên tế đàn, cầm kiếm trong tay, hai mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên. Người này không phải ai khác, đó chính là Hóa Thê Lương. Điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên, không phải lúc trước Hóa Thê Lương đã bị Đường Đường và Huyền Vũ Bắc Minh công thêm thiên hồ kiềm chế lại rồi sao? Nhìn thấy Hóa Thê Lương xuất hiện, có lẽ lão ta đã tránh thoát được sự áp chế của ba lão quái vật, sau khi cảm nhận được thiên cốt thiên ma trận bị công kích, nhanh chóng bay đến. Hiển nhiên tế đàn xương trắng mới là căn bản của toàn bộ thiên trảm, nếu không Hóa Thê Lương cũng không liều mạng như vậy. Lúc sư phụ ra tay với tế đàn xương trắng, Hóa Thê Lương lạnh lùng hô to, hiển nhiên rất sốt ruột. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, lúc này Hóa Thê Lương có chút chật vật, nhưng hắn càng lo lắng cho ba lão quái vật hơn, bởi vì Hóa Thê Lương xuất hiện ở tế đàn, chứng tỏ ba người bọn họ bị thương nặng. Nhưng đúng lúc này, có ba thân ảnh theo sát đến. Dương Bách Xuyên nhìn lại, còn không phải là Đường Đường, Huyền Vũ Bắc Minh và Thiên Hồ hay sao? Giờ phút này bộ dạng của ba người đều rất thê thảm. Trên người Đường Đường xuất hiện một lỗ máu, khóe miệng Huyền Vũ Bắc Minh chảy máu, hiển nhiên đã chịu nội thương, lúc hóa thành hình người sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy. Má trái của Thiên Hồ xuất hiện vết thương dài 3 tấc, đối với một mỹ nữ yêu nghiệt như Thiên Hồ, đây tuyệt đối là trọng thương, nàng ta coi trọng sắc đẹp hơn tất cả. Ba người bị thương nặng dưới tay của Hóa Thê Lương, chung quy vẫn không áp chế được lão ta, bị lão ta tránh thoát trói buộc. Lúc này Hóa Thê Lương đứng trên tế đàn xương trắng. Đôi mắt như rắn độc của lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên, căn bản không để ý đến ba người phía sau. Dương Bách Xuyên biết Hóa Thê Lương đặt lực chú ý lên trên người mình không phải vì chính mình, mà bởi vì sư phụ Vân Thiên Tà. Rốt cuộc lúc này người làm chủ thân thể hắn chính là sư phụ, nếu đổi thành hắn, có lẽ Hóa Thê Lương sẽ không thèm liếc nhìn. Chỉ thấy Hóa Thê Lương gắt gao nhìn Dương Bách Xuyên, trầm giọng mở miệng nói, hơn 100 năm không gặp, không thể tưởng được ngươi vẫn xuất hiện. Năm đó ta đã cảm nhận được trong người tiểu tử này có một hơi thở thần hồn cường đại, xem ra năm đó bổn tọa đoán không sai, quả nhiên đạo hữu dùng pháp mượn thân. Bổn tọa chính là người của Thái Huyền Tôn của giới tu giả, xem ở cái duyên giải vây thành yêu quang hơn 100 năm trước, đạo hữu đừng xen vào việc hôm nay, thế nào? Hóa Thê Lương nhìn Dương Bách Xuyên, chờ mong hắn trả lời. Hiện tại Dương Bách Xuyên có chút bừng tỉnh. Cuối cùng trong lòng cũng biết năm đó vì sao Hóa Thê Lương lại muốn ra tay đưa chính mình ra Sơn Hải Giới. Cũng đúng, dựa theo lời nói của Hóa Thê Lương, năm đó lão ta đưa chính mình ra khỏi Sơn Hải Giới chính là giải vậy, tương đương giúp hắn tránh khỏi sự trả thù của ba tông môn lớn. Nhưng nghĩ sâu hơn, Hóa Thê Lương làm như vậy là bởi vì năm đó lão ta cảm nhận được hơi thở của sư phụ Vân Thiên Tà trên người mình nên không dám ra tay. Nhưng cũng không muốn kết oán, cho nên dứt khoát đưa chính mình ra khỏi Sơn Hải Giới. Mặt ngoài là không xác định hoặc kiêng kỵ bên cạnh Dương Bách Xuyên có một sự tồn tại cường đại, ngầm có lẽ Hóa Thê Lương không muốn làm Sơn Hải Giới sai lầm nên mới đưa chính mình ra khỏi Sơn Hải Giới. Chẳng qua lão ta không nghĩ đến hôm nay sư phụ Vân Thiên Tà sẽ xuất hiện, cho nên lão ta rất kiêng kỵ, lúc này nói như vậy, có thử cũng có cảnh cáo, bởi vì lão ta đã trịnh trọng dọn ra ba chữ Thái Huyền Tông. Lúc này Dương Bách Xuyên không nói gì, dù sao có sư phụ ở, hắn cũng không lo lắng. Nhưng Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được rõ sự uy hiếp trong lời nói của Hóa Thê Lương làm cảm xúc của sư phụ dao động rất lớn, hắn biết có lẽ sư phụ sắp nổi giận. Nghĩ lại cũng đúng, sư phụ chính là thập nhị kiếp tán tiên, là vương trong vương, sao có thể bị một Hóa Thê Lương uy hiếp. Quả nhiên, chỉ nghe sư phụ hừ lạnh,
nhìn Hóa Thê Lương nói, một tán tiên nho nhỏ như ngươi có tư cách gì uy hiếp bản tôn. Ở trong mắt bản tôn, Thái Huyền Tông không là cái thá gì cả. Năm đó ở thành Yêu Quang, nếu không phải ngươi cảm nhận được hơi thở của lão phu, sợ rằng đã hạ đòn sát thủ đúng không? Còn dám nói kết duyên với bản tôn, kêu to gọi nhỏ trước mặt bản tôn. Ngươi cũng xứng. Bản tôn cho ngươi hai con đường, một, phá hủy tế đàn xương trắng, làm không gian thông đạo của Sơn Hải giới khôi phục bình thường. Hai, hiện tại bản tôn sẽ cho ngươi độ kiếp tán tiên lần thứ hai, chính mình chọn. Dương Bách Xuyên nghe thấy lời nói của sư phụ, quả thực cảm giác sư phụ lúc này chỉ có thể được diễn tả bằng hai chữ, khí phách. Lúc này sắc mặt của Hóa Thê Lương biến thành màu tím đen, sắc mặt của lão ta trở nên nặng nề âm độc. Lúc này trong lòng Hóa Thê Lương tràn ngập kiêng kỵ, lão ta nhìn Dương Bách Xuyên không nói gì. Năm đó ở thành Yêu Quang, bởi vì cảm nhận được hơi thở của Tiểu Phượng Hoàng, Hóa Thê Lương mới gặp được Dương Bách Xuyên, hơn nữa còn cảm nhận được hơi thở cường đại từ trên người Dương Bách Xuyên. Loại hơi thở này làm lão ta vô cùng quen thuộc, đó chính là hơi thở của tán tiên cao cấp. Lúc đó Hóa Thê Lương liền nghĩ trong cơ thể của Dương Bách Xuyên có tán tiên cường đại nào đó, thân thể của hắn chính là lô đỉnh được tán tiên nào đó chiếm cứ, cho nên năm đó thuận tay mua một ân tình, đưa Dương Bách Xuyên ra khỏi Sơn Hải giới, về phương diện khác cũng kiêng kỵ tán tiên trong cơ thể Dương Bách Xuyên, không dám xuống tay. Nếu có nắm chắc Hóa Thê Lương sẽ trực tiếp giết chết Dương Bách Xuyên, nhưng năm đó cảm nhận được hơi thở trong cơ thể của Dương Bách Xuyên, làm lão ta cảm thấy sâu không lường được, nhưng cũng không dám để Dương Bách Xuyên ở lại Sơn Hải giới, nên mới đưa hắn ra khỏi đó, mua được một ân tình, cũng làm Sơn Hải giới tránh được một tai họa ngầm. Dù sao năm đó Hóa Thê Lương đã cảm nhận được hơi thở cường đại trong cơ thể Dương Bách Xuyên không phải là thứ lão ta có thể đụng đến. Nhưng không nghĩ đến hôm nay vẫn đụng phải, không chỉ đụng phải, nghe giọng điệu nói chuyện của tán tiên trong cơ thể Dương Bách Xuyên, không thèm cho lão ta mặt mũi. Điều này làm Hóa Thê Lương vừa tức vừa giận nhưng không dám tự tiện ra tay, bởi vì lão ta không xác định được tán tiên trong cơ thể của Dương Bách Xuyên cường đại đến mức nào. Tán tiên có 12 kiếp, nói đến cùng lão ta cũng chỉ là một tu sĩ vừa mới bước vào tán tiên, còn chưa vượt qua tán tiên kiếp lần 2, chẳng may tán tiên trong cơ thể của Dương Bách Xuyên là một tán tiên cao hơn lão ta vài cấp bậc. Đối đầu chỉ có con đường chết. Quan trọng hơn Hóa Thê Lương nghe ra được, hình như người này biết Thái Huyền Tông nhưng lại rất khinh thường không thèm để ý, đây cũng là một lý do làm Hóa Thê Lương kiêng kỵ. Thái Huyền Tông của lão ta không tính là đại tông tu chân đứng đầu tu chân giới, nhưng ở trong Ngân Hà Tinh Cương, tuyệt đối là thế lực số 1 số 2. Trong 9 đại tinh cương của tu chân giới, Thái Huyền Tông cũng coi như là một tông môn cấp cao. Là một quái vật khổng lồ không phải một tông môn nhỏ có thể sánh bằng, nhưng ở trong miệng của tán tiên trong cơ thể của Dương Bách Xuyên, lại có cảm giác không đáng một đồng. Nhưng làm Hóa Thê Lương hủy diệt tế đàn xương trắng, Hóa Thê Lương không dám, hủy diệt tế đàn xương trắng tương đương hủy diệt một kết giới thiên trảm được một vị đại nhân của tông môn nào đó bố trí ở Sơn Hải giới, lão ta không dám làm. Kết giới không gian ở Sơn Hải giới được một vị nhân vật tai to mặt lớn ở tông môn lớn bố trí để cắt đứt truyền thừa ở Sơn Hải giới. 10 vạn năm trước Sơn Hải giới từng xuất hiện một thế lực vương triều, từng giết chết con nối dõi của một đại nhân vật nào đó, do đó dẫn phát cuộc đại chiến giữa Thái Huyền Tông và vương triều Sơn Hải. Kết quả tất nhiên là vương triều Sơn Hải thua, nhưng vương triều Sơn Hải giới đã dùng một chí bảo Sơn Hải thiên tỷ cũng làm vị đại nhân kia bị thương nặng, cuối cùng mới có kết giới thiên trảm này. Đây chính là trừng phạt mà vị đại nhân kia dành cho Sơn Hải giới. Sơn Hải thiên tỷ có thể làm vị đại nhân kia bị thương nặng, tuyệt đối là một chí bảo cường đại, cho nên vị đại nhân kia mệnh lệnh mỗi một thế hệ sứ giả đóng giữ Sơn Hải giới phải siêu tầm mảnh vỡ của Sơn Hải thiên tỷ, cũng chính là mảnh vỡ thiên trảm. Dù sao mệnh lệnh là không cho Sơn Hải giới xuất hiện sinh linh cường đại, cho nên năm gió Thái Huyền Tông hạ lệnh chém giết rửa sạch tất cả tu sĩ đến từ Sơn Hải giới ở Ngân Hà Tinh Cương. Máu chảy thành sông, kết quả là một vài người cường đại trốn ra khỏi phạm vi của Thái Huyền Tông, đi vào tinh cương khác của tu chân giới. Trong 10 vạn năm qua đều sẽ có sinh linh ở Sơn Hải giới giống Tiểu Thích Tiên, Huyền Vũ Bắc Minh có ý đồ hủy diệt kết giới thiên trảm, chẳng qua chưa có ai thành công. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên xuất hiện, hay nói đúng hơn là tán tiên cường đại trong cơ thể Dương Bách Xuyên làm Hóa Thê Lương cảm thấy bất an. Nhưng làm lão ta hủy diệt tế đàn xương trắng cũng không hiện thực,
bởi vì lão ta không thể đối mặt với vị đại nhân ở tông môn kia, đó chính là cường giả chân chính trong lòng Hóa Thê Lương. Sau khi mấy người Đường Đường, Huyền Vũ Bắc Minh và Thiên Hồ nghe thấy đoạn đối thoại giữa Dương Bách Xuyên và Hóa Thê Lương, trong lòng càng thêm chấn động. Ở trong tai bọn họ, lời nói của Dương Bách Xuyên khí phách vô biệt, còn Hóa Thê Lương lại vô cùng kiêng kỵ Dương Bách Xuyên, nghe qua có vẻ trong cơ thể của Dương Bách Xuyên có một sự tồn tại cường đại, mặc dù đoạn đối thoại của hai người làm bọn họ mơ hồ nhưng cũng biết lúc này tốt nhất không nên xen mồm, có lẽ hôm nay sẽ xuất hiện kết quả không tưởng. Dương Bách Xuyên cũng vô cùng chờ mong, hắn biết sư phụ lợi hại nhưng chưa từng chứng kiến trận quyết đấu của tán tiên. Có lẽ Hóa Thê Lương đều sẽ không tiếp thu hai điều kiện của sư phụ, đến lúc đó chắc chắn sư phụ sẽ ra tay, trận quyết đấu tán tiên sẽ bùng nổ. Quả nhiên như những gì Dương Bách Xuyên nghĩ, Hóa Thê Lương lạnh lùng cười nói, ha ha, làm ta sợ. Ta Đường Đường là địa tiên tôn sư, ngươi chỉ là một tàn hồn trong cơ thể người khác, dưỡng một lô đỉnh mà thôi, có tư cách gì lên mặt trước mặt ta, hôm ta muốn xem còn ai dám bước lên tế đàn xương trắng một bước không. Hóa Thê Lương nói xong, khí thế trên người cũng biến đổi, trên tay xuất hiện một thanh kiếm, đứng thẳng trên tế đàn, từ trên cao nhìn xuống Dương Bách Xuyên, hoặc nói cách khác đang coi rẻ Vân Thiên Tà. Nhưng hành động này của Hóa Thê Lương lại làm Dương Bách Xuyên biết lão ta vẫn kiêng kỵ sư phụ, nếu không lúc này không chỉ đứng nói lời tàn nhẫn mà là trực tiếp giết qua. Ba lão quái vật nhìn nhau, đều thấy được vui mừng từ trong mắt đối phương. Ở trong mắt ba người bọn họ, hành động của Hóa Thê Lương chính là đang sợ hãi Dương Bách Xuyên. Huyền Vũ nhìn lướt qua Tiểu Phượng Hoàng được Trịnh Bân Bân cứu giúp, nói với Tiểu Tích Tiên và Thiên Hồ, chúng ta đi qua xem Tiểu Phượng Hoàng, trợ giúp nàng khôi phục, đợi xem tình huống mà hành động. Hôm nay trên người Dương Bách Xuyên có chuyện xưa, nhưng lại là hy vọng lớn của chúng ta, chờ Tiểu Phượng Hoàng khôi phục lại, chúng ta hợp lực giết chết Hóa Thê Lương, không thành công thì xả thân. Tiểu Tích Tiên Đường Đường và Thiên Hồ yên lặng gật đầu, sau đó ba người đi đến bên cạnh Tiểu Phượng Hoàng. Lúc này Dương Bách Xuyên lại cảm thấy được sự tức giận của sư phụ Vân Thiên Tà, giống như một vị vương cao ngạo bị một tên ăn mày nhục nhã. Trầm thấp mở miệng, nói, nếu ngươi tìm đường chết, hôm nay bản tôn sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong dưới chân di chuyển, phi người bay lên, lao đến chỗ Hóa Thê Lương trên tế đàn xương trắng. Thân hình dừng ở giữa không trung, gầm lên nói, chết đi. Kiếm khí cao 9 trượng bùng nổ chém xuống. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, chỉ thấy Hóa Thê Lương trên tế đàn giơ tay vẫy vẫy đỉnh đầu, ngay lập tức lôi điện thi nhau rơi xuống, hội tụ trong tay lão ta, hét lớn, thiên cương chi lôi, giết cho ta. Ầm ầm. Một sức mạnh lôi điện khổng lồ bùng nổ trên tay Hóa Thê Lương, quấn quanh trên trường kiếm 9 trượng, ầm ầm sấm sét. Vốn dĩ Hóa Thê Lương cho rằng cho dù không thể làm Dương Bách Xuyên bị thương nặng thì cũng có thể hóa giải kiếm khí. Không nghĩ tới một kiếm kia cũng không bị lôi điện đánh vỡ, ngược lại kiếm khí không hề bị hao tổn, chém về phía lão ta. Điều này làm Hóa Thê Lương hơi lo sợ, nhưng ngầm vẫn khinh thường đối phương. Nhưng ngay sau đó chỉ nghe thấy Hóa Thê Lương mở miệng, một âm thanh già nua trầm thấp truyền đến, để bản tôn dạy ngươi cách sử dụng lôi điện, hừ. Một tiếng hừ lạnh này làm Hóa Thê Lương cảm thấy một trận bất an. Âm thanh già nua trong miệng Dương Bách Xuyên nói, lấy danh nghĩa của ta, ứng thiên lôi, pháp tắc lôi điện, làm ta sử dụng, lấy pháp làm khí, sấm sét đánh thiên địa, xuống. Âm âm đùng đùng. Giác đùng. Trong nháy mắt, trên không trung của đại điện gắn đầy lôi điện, tia chớp lập lòe hội tụ, lôi điện xuất hiện càng ngày càng nhiều, chỉ trong một chớp mắt, nơi này đã biến thành thế giới lôi điện. Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được chân khí trong cơ thể mình không ngừng xói mòn, hồ càn khôn trên cánh tay trái bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Điều bất thường của hồ càn khôn làm Dương Bách Xuyên biết sư phụ bắt đầu nổi giận, không những hút đi năng lượng trên người hắn, còn vận dụng năng lượng trong hồ càn khôn. Lôi điện hội tụ trên đỉnh đại điện vô cùng cường đại, giống như một biển lôi điện, đám lôi điện kia đều xuất hiện trống rỗng, nhưng trên thực tế, dựa theo lời nói lúc trước của Huyền Vũ Bắc Minh, có lẽ đám lôi điện kia bị đại trận hấp thu ở nơi này, hoặc nói cách khác tế đàn xương trắng chính là trung tâm trận pháp, là con đường chủ yếu hấp thu lôi điện. Có thể nhìn ra được điểm này từ việc bước chân của Hóa Thê Lương không hề dịch chuyển ở trên tế đàn xương trắng. Có vẻ sư phụ muốn dùng một đòn này để hủy diệt Hóa Thê Lương.
đồng dạng đều là sử dụng sức mạnh lôi điện, ở trong mắt Dương Bách Xuyên, thủ đoạn của sư phụ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sau đó chỉ thấy sư phụ phất tay ấn xuống chỗ hóa thê lương, ngay lập tức lôi điện trên đỉnh đại điện ầm ầm đánh xuống, gần như là một cái lưới lôi điện khổng lồ bao phủ hóa thê lương và tế đàn xương trắng. Ầm ầm rắc. Từng tiếng chấn động đinh tai nhức óc vang vọng trong đại điện. Thân ảnh của hóa thê lương đã bị lôi điện bao phủ. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm nhận được ánh sáng của hồ càn khôn trên cánh tay trái đã ảm đạm xuống, bên tai vang lên âm thanh của sư phụ, tiểu tử thối, vi sư chỉ có thể làm được đến đây, lực lượng thần hồn tiêu hao quá nhiều, vi sư muốn đi nghỉ ngơi. Tiếp theo các ngươi tự giải quyết, hứng chọn một đòn này hóa thê lương không chết cũng cách cái chết không xa, không chết thì bổ thêm đao, đã chết càng tốt. Nói đến đây, Dương Bách Xuyên nghe thấy âm thanh của sư phụ hoàn toàn biến mất. Hắn chỉ cảm thấy cả người chấn động, thân thể khôi phục bình thường, sư phụ đã dùng quá nhiều lực lượng thần hồn, dù sao sư phụ vẫn là tàn hồn ở trong hồ càn khôn, có thể làm được tình trạng này đã rất không tồi. Sau khi Dương Bách Xuyên khôi phục thân thể, nhìn về phía tế đàn xương trắng, nơi này vẫn răng đầy lôi điện. Hóa thê lương bị lôi điện cắn nuốt, không nhìn thấy thân ảnh, cũng không biết lão ta có bị một đòn này của sư phụ xử lý không. Nhưng sư phụ cũng nói, sau một đòn này cho dù hóa thê lương không chết cũng cách cái chết không xa, sau đó bổ một đao, có đám người Đường Đường, Huyền Vũ Bắc Minh và Thiên Hồ ở đây, cho dù lão ta còn sống Dương Bách Xuyên cũng sẽ xử lý lão ta. Đi đến bước này đã không còn con đường quay lại, cho dù xả giận cho Tiểu Phượng Hoàng và Chồn Nhỏ, cũng vì tương lai sau này của Vân Môn, chắc chắn phải giết chết hóa thê lương, hủy diệt tế đàn xương trăng, làm kết giới thiên trảm biến mất, cho sinh linh Sơn Hải một hy vọng. Tế đàn xương trắng vẫn gắn đầy lôi điện, toàn bộ đại điện đều là tiếng sấm, Dương Bách Xuyên liếc nhìn đám người Đường Đường, ý bảo dẫn mấy người bọn họ đi giết địch. Bởi vì tiếng sấm quá ồn nên không nghe thấy tiếng nói, nhưng mấy người có thể thấy rõ được thủ thế nhằm vào tế đàn xương trắng của Dương Bách Xuyên, biết đâu là thủ thế giết địch. Trên thực tế Đường Đường cũng bị sự uy mãnh của Dương Bách Xuyên dọa sợ, một pháp chú nhẹ nhàng bâng quơ lại có thể tạo ra lôi điện khủng bố hơn cả hóa thê lương. Chỉ trong một cái chớp mắt đã bao phủ tế đàn xương trắng và hóa thê lương, loại thủ đoạn này, cho dù bọn họ dùng hai đời cũng rất hiếm thấy được. Nhưng cũng có kiến thức, biết đây là chân ngôn pháp tắc còn cường đại hơn thần thông, chỉ có đại thần thông giả mới có thể thi triển được nó. Sau khi Dương Bách Xuyên thi triển ra, làm cho Đường Đường vô cùng chấn động, một đám nhớ lại lời nói lúc trước của hóa thê lương, chẳng lẽ trong cơ thể của Dương Bách Xuyên thực sự có một thần hồn cường đại? Nếu không một tu sĩ phân thần cảnh như Dương Bách Xuyên sao có thể dùng được pháp tắc? Đây là không có khả năng. Nghĩ gì thì nghĩ, nhưng lúc này bọn họ cũng biết đây là thời khắc quan trọng, cho dù một đòn lôi điện này không giết chết hóa thê lương cũng làm lão ta trọng thương, chỉ cần bổ thêm một đao, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đặc biệt là tế đàn xương trắng, đó là trung tâm của kết giới thiên trảm, cần thiết hủy diệt, đây cũng là mục tiêu quan trọng nhất của bọn họ. Được Dương Bách Xuyên triệu hoán, Đường Đường Huyền Vĩ Bắc Minh Thiên Hồ đều bay lên phía tế đàn. Pi. Đúng lúc này tiếng kêu của Tiểu Phượng Hoàng vang lên, dưới sự trợ giúp của ba người, nàng đã khôi phục lại. Bị hóa thê lương trấn áp trong mắt trận của Thiên Cốt Thiên Ma trận, cũng chỉ áp chết chứ không tiêu hao gì, điều muộn mạng chân chính là hóa thê lương muốn hấp thu sức mạnh Phượng Hoàng của nàng, chỉ là chưa kịp bắt đầu đã bị Dương Bách Xuyên cứu ra. Lúc này lại được ba lão quái vật liên thủ trợ giúp khôi phục, Tiểu Phượng Hoàng đã sống lại. Tiểu Phượng Hoàng hóa thành một ngọn lửa xông về phía tế đàn xương trắng, Tiểu Phượng Hoàng hận chết hóa thê lương, bị áp chế chịu cực khổ hơn 100 năm, thù này cực lớn. Hiện giờ mọi người cùng ra tay, quay xung quanh tế đàn xương trắng, Tiểu Phượng Hoàng cũng mang theo lửa giận ngập trời tham gia chiến đấu. Chỉ có Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân không xen vào. Hai người bọn họ biết so với đám cao thủ cường đại trước mắt, tu vi của bọn họ còn kém rất xa, thò lên chỉ biết tăng thêm rắc rối, còn không bằng ở lại chăm sóc Chồn Nhỏ. Chồn Nhỏ bị Hầu Đậu Đậu cứu khỏi tế đàn nhưng vẫn rất uể oải. Năm người Dương Bách Xuyên, Đường Đường, Huyền Vũ Bắc Minh, Thiên Hồ, Tiểu Phượng Hoàng, mỗi người chiếm cứ một phương, quay xung quanh tế đàn xương trắng đang bị lôi điện bao phủ. Dương Bách Xuyên tung ra bốn đóa hoa sen đen về phía tế đàn, không chút do dự, lúc này mặc kệ hóa thê lương còn sống hay không,
chắc chắn phải đánh một trận, diệt trừ hậu hoạn. Tiểu Phượng Hoàng phun ra một ngọn lửa đỏ rực lên phía tế đàn. Huyền Vũ Bắc Minh phun ra một cột nước màu lam cường đại. Bảy cái đuôi của thiên hồ bộc phát ra ánh sáng chói mắt, quất đánh qua. Đường Đường ném hỗn nguyên dù về phía tế đàn xương trắng. Năm người gần như ra tay đánh về phía tế đàn cùng lúc, dù sao lúc này trên tế đàn lập lòe lôi điện, không nhìn thấy bóng dáng của Hóa Thê Lương, trận loạn đánh này chính là muốn bổ một đao cho lão ta. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh rung trời vang lên, trong khoảnh khắc này toàn bộ đại điện bắt đầu run rẩy. Uy lực công kích khủng bố hình thành một cuộn sóng cường đại. Toàn bộ tế đàn xương trắng rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó tất cả biến mất. Lôi biến mất, linh khí tứ tán. Đôi mắt của mọi người hướng về phía tế đàn. Chỉ thấy dưới đòn tấn công cường đại như vậy, tế đàn xương trắng đã hóa thành một đống xương vụn, mà trên tế đàn xuất hiện một đống thịt nát, đã không nhìn thấy diện mạo thi thể, mất đi toàn bộ sự sống, chết thẳng cẳng. Cuối cùng Hóa Thê Lương đã chết. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tế đàn xương trắng bị hủy diệt, Hóa Thê Lương chết. Có nghĩa kết giới thiên trảm đã biến mất, xiềng xích vây khốn sơn hải giới suốt 10 vạn năm cũng không còn. Ý nghĩa từ này về sau sinh linh sơn hải không cần phải đi siêu tầm mảnh vỡ thiên trảm mới có thể chém đến tu chân giới. Ý nghĩa từ nay về sau tu vi đạt đến cảnh giới nguyên anh có thể đi đến thiên trảm thất trọng thiên, đăng đỉnh thiên trảm, đi đến tu chân giới. Lúc này trong mắt đám người tiểu tích tiên lộ ra sự kích động. Cuối cùng các nàng cũng hoàn thành được tâm nguyện của tất cả sinh linh sơn hải suốt 10 vạn năm qua. Trong lòng tràn ngập các loại cảm xúc. Dương Bách Xuyên cũng thở ra một hơi, cuối cùng Hóa Thê Lương cũng chết. Đúng lúc này, toàn bộ đại điện bắt đầu run rẩy, bốn phương tám hướng xuất hiện khe không gian. Không xong, trận pháp trung tâm hủy diệt, đại điện sắp biến mất, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Huyền Vũ Bắc Minh lớn tiếng nói. Sắc mặt của mọi người thay đổi, tất cả mọi người đều biết đại điện này không phải là một đại điện chân chính, đây là một tòa trận pháp. Hiện tại trận pháp trung tâm của tế đàn xương trắng bị hủy diệt, đến lúc đó thông đạo không gian trong không trung thiên trảm sẽ mở ra, bao phủ đỉnh thiên trảm, không nhanh chóng chạy ra ngoài tất cả mọi người sẽ bị hít vào thông đạo không gian đến tu hỉa giới dưới tình huống chưa chuẩn bị gì cả. Mọi người gần như dùng hết sức lực bay về phía cửa đại điện. Nhưng tốc độ dù nhanh cũng không nhanh bằng sức mạnh không gian. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại điện tan vỡ biến mất, trên đỉnh đầu mọi người xuất hiện ánh sáng chói mắt, cả người bị ánh sáng bảy màu chiếu rọi. Ngay sau đó thân thể của mọi người không tự chủ được bay lên, không thể phản kháng được, dưới sự quay cuồng, bị cuốn vào trong thông đạo không gian sau đó biến mất không thấy. Đại điện trên núi Thiên Trảm biến mất, thay thế là ánh sáng bảy màu. Nhưng đám người Dương Bách Xuyên lại biến mất không thấy. Từ khi Dương Bách Xuyên nhặt được Hồ Càn Khôn, từ lúc bắt đầu gặp được sư phụ, hắn đã biết đến sự tồn tại của tu chân giới. Nhớ rõ lần đầu gặp mặt sư phụ đã nói ông ấy đến từ tu chân giới, khái niệm của Dương Bách Xuyên đối với tu chân giới chỉ dừng lại ở ba chữ tu chân giới. Sau khi tu chân hiểu biết tu chân, dọc đường đi, đến Sơn Hải giới, đến hiện tại, cuối cùng tu chân giới cũng có hình dung về tu chân giới. Hiện tại cuối cùng hắn cũng đứng trên đại địa tu chân giới, xuất hiện ở cố hương của sư phụ Vân Thiên Tà. Nhưng sự xuất hiện này không có bất cứ sự chuẩn bị gì. Vốn dĩ hắn định chờ trợ giúp đám người Đường Đường tiêu diệt Hóa Thê Lương phá kết giới thiên trảm, làm thông đạo không gian Sơn Hải Khôi Âu Huy Si Di lại bình thường, liên thông với tu chân giới, hắn sẽ trở về Vân Môn ở Châu Tây Sơn thông báo với mọi người, sau đó thong dong đi đến tu chân giới trước. Ai biết lại đi vào tu chân giới dưới tình huống không chuẩn bị bất cứ thứ gì. Nhớ lại một khắc trước, thân thể quay cuồng không chịu khống chế, ngay sau đó ánh sáng bảy màu hiện lên, không cầm được lòng nhắm lại hai mắt, sau đó chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, sau khi mở mắt ra đã phát hiện mình xuất hiện ở một hoàn cảnh khác. Lúc này trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên là một biển người tấp nập, nhìn qua có vẻ như hắn xuất hiện ở trong một trận pháp rất lớn, mặt đất dưới chân hắn đầy phù văn. Từng đạo phù văn sáng lên giống như đèn chiếu xạ, mỗi một lần phù văn sáng lên sẽ có một người xuất hiện ở đây. Điều làm Dương Bách Xuyên mở rộng tầm mắt là, mỗi một lần phù văn sáng lên, không chỉ có mỗi nhân tộc xuất hiện mà còn có người khổng lồ, người lùn, tóc đủ loại màu sắc.
Dương Bách Xuyên quan sát xong hoàn cảnh lại nhìn lại chính mình, đầu tóc lại mọc ra nhưng vẫn là màu trắng, còn tính bình thường. Cũng may đám người bọn họ đều ở cùng nhau, bao gồm Chồn Nhỏ và Hầu Đậu Đậu, tất cả mọi người ở trong đại điện đều ở cùng nhau. Có lẽ Đường Đường nhìn ra được sự tò mò của Dương Bách Xuyên, hơi mỉm cười nói, nơi này gọi là giới chỉ, phạm vi 9 dặm đều gắn đầy phù văn. Phù văn ở đây đại biểu cho định vị của thông đạo không gian, vô số sinh linh của các tiểu thế giới ở các ngân hà tinh cương của tu chân giới đều sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vị trí hiện tại của chúng ta là ngân hà tinh cương, Sơn Hải giới chỉ có thể coi như một trong vô số tiểu thế giới trong ngân hà tinh cương, nghe đồn trong mỗi một tiểu tinh cương có 3.000 tiểu thế giới, mỗi một thế giới đại biểu một viên tinh cầu. Tất cả sinh linh tu luyện, sau khi đạt đến cảnh giới nhất định sẽ đi vào tu chân giới vô biên cuồn cuộn, đến tột cùng tu chân giới lớn đến mức nào không có ai biết, chỉ biết tu chân giới có 9 tinh cương, tất nhiên trong bí văn của tu chân giới không chỉ có mỗi 9 tinh cương. 9 tinh cương là cách gọi của sinh linh tu chân giới với nơi đã đặt chân đến, đại biểu nơi đó có thể tu luyện, còn có rất nhiều nơi thần bí mà chưa sinh linh nào đặt chân đến, đó cũng là sân khấu tu luyện lớn nhất của các sinh linh. Chúng ta không hề biết ngân hà tinh cương lớn đến mức nào, nhưng giới chỉ chính là trung ương của ngân hà tinh cương, sau khi đi ra giới chỉ là thành đứng đầu ngân hà tinh cương, thành ngân hà. Muốn đi bất cứ nơi nào đều có thể thông ra trận truyền tống không gian của thành ngân hà để đi. Tiểu Tích Tiên vừa phổ cập tri thức về tu chân giới cho Dương Bách Xuyên, đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đi ra phạm vi 9 dặm của giới chỉ. Thành Ngân Hà trong miệng Tiểu Tích Tiên là một tòa thành lớn rộng hơn 90 dặm, là thành trì của người tu chân. Giới chỉ giống như một quầng sáng, nước gợn sóng sáng, úp nào bốn phía tám hướng cũng có sinh linh từ các thế giới lớn nhỏ đi ra. Giới chỉ nằm trong mảnh đất trung tâm của giới chỉ. Đi ra ngoài là một quảng trường lớn, trên quảng trường là một trận truyền tống không gian khổng lồ, Huyền Vũ Bắc Minh nói trận truyền tống này có thể đi đến hầu hết thành trì trong Ngân Hà Tinh Cương. Ở tu chân giới, trận truyền tống là phương tiện giao thông chủ yếu, không có cách nào khác, tu chân giới quá lớn, chỉ một ngân hà tinh cương thôi cũng có rất nhiều nơi chưa đến hết. Huyền Vũ Bắc Minh phổ cập khoa học cho Dương Bách Xuyên, đi đến tu chân giới yêu cầu một tấm bản đồ, nếu không sẽ lạc đường, thật ra cũng không hề khoa trương. Tu chân giới là một thế giới lớn hoàn chỉnh, cuồn cuộn vô tận, nếu chỉ dựa vào phi hành sẽ rất khó nhanh chóng đến nơi. Cho nên đại trận truyền tống trong tu chân giới giống như một loại phi hành thường dùng nhất và cũng sang quý nổi tiếng nhất. Tu chân giới và đám người Hầu Đậu Đậu, Trịnh Bân Bân giống như trẻ con, tràn ngập tò mò về tu chân giới. Ở trong cảm quan của tu chân giới khác hoàn toàn khác với Sơn Hải giới và địa cầu. Không nói cái khác, đại địa dẫm dưới chân đều kiên cố hơn Sơn Hải giới mấy chục lần, vô cùng cứng rắn, thuyết minh tu chân giới càng thêm ổn định. Linh khí trong thiên địa cũng nồng đậm thuần tịnh, vận chuyển công pháp ở chỗ này càng thêm thông thuận, có lẽ đây chính là pháp tắc toàn diện mà sư phụ từng nói. Muôn vạn tộc đàn hoa hòe loè loẹt, hoàn toàn là một cảnh tượng vạn tộc hưng thịnh. Trước kia sư phụ từng nói, ở tu chân giới, nhân tộc vẫn là vạn vật linh trưởng, nhưng nhân tộc không phải là chủng tộc có thiên phú tu luyện mạnh nhất. Đường Đường nói với tu chân giới, đại ca ca. Di chuyển ở tu chân giới cần phải có một tấm bản đồ, đợi lát nữa đi đến cửa hàng bên trong thành mua một tấm bản đồ, có rất nhiều nơi không thể xông loạn. Ví dụ như một vài cấm địa, đạo tràng tu luyện của một vài cường giả, hoặc lãnh địa của một vài yêu tu cường đại, nếu xông loạn không cẩn thận kích phát cấm chết, chỉ có một con đường chết, hoặc trực tiếp bị giết chết. Ở tu chân giới, tu vi phân thần cảnh không đáng giá tiền, không khác trẻ con là bao. Ở tu chân giới, cao thủ nhiều như mây, cường giả sắc bén, hơn nữa ở tu chân giới, cho dù tu luyện cảnh giới đến đỉnh cũng chưa phải là người mạnh nhất. Người chủ đạo trong tu chân giới là quần thể tán tiên, cũng chính là địa tiên. Cho nên huynh di chuyển trong tu chân giới đừng xông loạn hoặc đắc tội người khác, mặc dù nơi này là sân khấu thuộc về mỗi một tu luyện giả, nhưng cũng là một thế giới tàn khốc. Ở chỗ này, pháp tắc cường giả là vua càng xông ra hơn Sơn Hải giới, nhất định phải cẩn thận. Cố gắng tu luyện tăng lên thực lực mới có thể đi xa. Đường Đường lại nhảy một đống lớn. Dương Bách Xuyên cảm thấy có chút không thích hợp, không nhịn được đánh gãy nàng, hỏi, muội, mọi người phải rời khỏi. Đường Đường gật đầu nói, muội đã hoàn thành sứ mệnh, nên làm đã làm,
Hóa Thê Lương đã chết, kết giới thiên trảm đã bị hủy diệt, sau này sinh linh Sơn Hải sẽ tự cảm ứng được kết giới thiên trảm đã biến mất, bọn họ cũng sẽ lần lượt đi vào tu chân giới, coi như làm một việc công đức. Sau khi mấy người bọn muội chuyển tu, cũng sẽ là một cuộc bắt đầu mới, ở tu chân giới cũng có tông môn, Bổ Thiên Cung Sơn Hải giới chỉ là một chi nhánh nhỏ của Bổ Thiên Cung tu chân giới, hiện tại ta phải về tông môn của muội, Bổ Thiên Cung tu chân giới. Đại ca ca, nếu có thể muội mời huynh gia nhập tông môn của ta, đi vào Bổ Thiên Cung tu chân giới huynh có thể tu luyện được các công pháp sau khi lên đến phân thần cảnh, có thể học tập tu luyện rất nhiều thần thông. Có muội đề cử huynh sẽ trở thành đệ tử nội môn của tông môn, mặc dù Bổ Thiên Cung tu chân giới của muội không phải là tông môn lớn gì, nhưng cũng không kém, thế nào, có muốn cùng muội đi đến Bổ Thiên Cung tu chân giới không? Dương Bách Xuyên không nghĩ đến Đường Đường bắt đầu mời chào hắn gia nhập Bổ Thiên Cung tu chân giới, cũng không nghĩ đến Bổ Thiên Cung Sơn Hải giới chỉ là một chi nhánh của Bổ Thiên Cung tu chân giới. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, nếu Sơn Hải giới là một thế giới tu luyện, 10 vạn năm trước đã có liên hệ với tu chân giới xuất hiện một Bổ Thiên Cung cường đại hơn cũng không kỳ quái lắm. Nghe qua cũng không tệ lắm, hiện tại hắn đi đến một thế giới không có người quen, nếu có thể tìm một người quen đặt chân ở thế giới này, làm quen tu chân giới cũng không tệ. Vừa mới nghĩ như vậy, trong đầu vang lên âm thanh của sư phụ, tiểu tử thối, Bổ Thiên Cung cái rắm, nhị sư huynh của con cũng ở Ngân Hà Tinh Cương, chúng ta trực tiếp đi tìm nhị sư huynh của con, vạn năm không gặp tiểu tử kia, vi sư cũng rất nhớ. Nghe thấy sư phụ nói vậy, mắt của Dương Bách Xuyên sáng rực, hỏi, sư phụ, tông môn của nhị sư huynh khủng bố không? Cũng tạm, chắc cũng đứng một trong 10 tông môn đứng đầu Ngân Hà Tinh Cương, đừng lo mấy chuyện này, chờ đi đến địa bàn của nhị sư huynh, nó sẽ làm con cơm ngon rượu say, rượu ngon mỹ nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 84.